Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 691, kế hoạch của Ngô Bình. Sáng hôm sau, Ngô Bình đã dậy tập bài luyện thể để thử khôi phục tu vi. Đào Như Tuyết thì không thể nhấc nổi người, Ngô Bình mặc kệ cô ấy, tu luyện một lúc rồi gọi Lý Vân Đầu ra ăn sáng. Lý Vân Đầu cười hỏi, Tiểu Bình, trong ba cô gái xinh đẹp tối qua, cháu có thích cô nào không? Ngô Bình nghi ngờ ông nội đặt máy quay lén mình, anh hỏi, ông ơi, ông không ngủ ạ mà biết cháu dẫn bạn về nhà. Lý Vân Đầu, hôm qua lúc mấy đứa uống rượu, ông đã xuống nhìn lén một chút. Ngô Bình liếc mắt, sau đó ạ. Lý Vân Đầu, ông thấy có một cô gái lẻn vào phòng cháu. Ngô Bình hoàn toàn câm nín, ông ơi, ông rảnh lắm ạ. Lý Vân Đầu xoa cằm, Tiểu Bình, cô gái ấy được đấy, kể cho ông nghe về gia cảnh của cô ấy đi. Ngô Bình, ông cứ kệ cháu. Lý Vân Đầu nghiêm túc nói, ơ hay, kệ là kệ thế nào, khai mau. Ngô Bình chán nản nói, cô ấy là Đào Như Tuyết, cô chủ của Miêu Dược, cháu có cổ phần trong tập đoàn nhà cô ấy. Lý Vân Đầu gật gù, ông có biết tập đoàn này, rất khá đấy. Sau đó, ông ấy như chợt nhớ ra điều gì rồi biến sắc mặt nói, Tiểu Bình, nếu cô ấy là con gái của tộc Miêu thì cháu phải cẩn thận đấy, ông nghe nói chỗ họ cổ thuật. Ngô Bình, đúng là nhà Như Tuyết có nuôi trùng, nhưng nó thân với cháu lắm, cháu chơi với nó suốt mà. Lý Vân Đầu thở phào, kể cả thế thì vẫn phải cẩn thận, nhưng cũng đừng làm chuyện có lỗi với con gái nhà người ta. Ngô Bình, ông ơi, bên mình xử lý tài sản của nhà họ Quách đến đâu rồi ạ? Lý Vân Đầu, đang tiến hành rồi, chúng ta ra giá không cao nên có nhiều người muốn mua lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, cần nhanh lên một chút để thu tiền, cháu chuẩn bị đầu tư vài dự án lớn. Lý Vân Đầu, Lý Mai đã kể với ông vụ xây dựng khu kinh tế mới rồi. Đây là một cơ hội, cháu không cần chi 90 tỷ nữa, ông sẽ đổi sang cổ phần cho công ty Bình Thần. Công ty này do Ngô Bình thành lập, cổ đông chính là Ngô Mi và Trương Lệ. Hầu hết cổ phần đứng tên anh đều chuyển vào công ty này. Ngô Bình, Lý Mai không nói cho ông biết chuyện tập đoàn thiếu tiền ạ. Lý Vân Đầu, ông có cách rồi, hơn nữa bán được sản nghiệp của nhà họ Quách là mình có tiền ngay mà. Sau đó, ông ấy hỏi Ngô Bình định đầu tư gì, anh đáp, trước đó, cháu với Hạ Minh, Trần Minh Huệ, Trương Gia và Lam Minh đã bàn nhau rồi. Giờ xuất hiện dự án khu mới, cháu đã có một suy nghĩ khá chín. Lý Vân Đầu, nói ông nghe xem nào. Ngô Bình, sau khi nhà họ Lý chúng ta nuốt trọn sản nghiệp của nhà họ Quách ở Đông Nam Á, thì khối tài sản nhà mình đã tăng lên rất nhiều. Nhưng cháu thấy chuyện kinh doanh nhà mình rất nhiều và phức tạp, thiếu đường lối cụ thể. Cháu nghĩ nhà họ Lý cần tạo dựng những sản nghiệp chủ chốt. Lý Vân Đầu, cháu nói đúng. Ông cũng đang nghĩ vậy, nhưng cháu có dự định gì chưa? Ngô Bình, khu vực mới có những chính sách rất tốt cho ngành năng lượng mới và y dược, vừa được giảm thuế, lại được ưu tiên xây dựng. Cháu định bắt tay vào ngành này, đồng thời mở một công ty dược có quy mô. Lý Vân Đầu, năng lượng mới thì được vì nhà mình có nhà máy điện rồi, nhưng Tiểu Bình này, tập đoàn Miêu Dược của nhà bạn gái cháu và công ty thuốc Long Huy đã sản xuất thuốc rồi mà, việc gì chúng ta phải làm nữa? Ngô Bình, ông ơi, cứ bán được hàng là ổn mà. Cháu đang có vài phương thuốc chắc chắn sẽ bán chạy, mà lại không gây cạnh tranh với Long Huy và Miêu Dược. Lý Vân Đầu, cháu thấy được thì cứ làm đi. Ngô Bình, sau này, nhà họ Lý chúng ta sẽ đẩy mạnh hai ngành xe hơi và thuốc. Riêng mang xe hơi, ngoài xe năng lượng mới ra, chúng ta vẫn phải sản xuất các dòng xe truyền thống, vì giờ xe chạy bằng xăng vẫn khá phổ thông. Lượng tiêu thụ của công ty xe hơi Tam Hữu khá ổn, cứ đà này thì sẽ chiếm được thị trường của Viêm Long và Đông Nam Á. Nếu thế thì mỗi năm mình sẽ thu được 400 tỷ đô và lãi ít nhất là 30 tỷ. Ngô Bình, đúng ạ, như có vậy thì nhà họ Lý chúng ta mới trở thành xí nghiệp hàng đầu được. Lý Vân Đầu gật đầu, ngoài xe hơi với thuốc ra thì còn gì khác nữa không? Ngô Bình, là cơ sở hạ tầng mà cháu từng nói đấy ạ. Chờ mảng xe hơi và thuốc đi vào hoạt động, chúng ta sẽ thu được tiền rồi dùng nó để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Xây dựng xong, chúng ta muốn phát triển ở đây thì mỗi năm sẽ phải đầu tư nhiều. Nhưng dựa vào tầm ảnh hưởng của chúng ta ở Đông Nam Á thì mình sẽ dễ lấy được nhiều công trình hơn. Đương nhiên chúng ta chỉ làm trung gian thôi. Kiếm việc cho các xí nghiệp trong nước làm. Việc mình mang về vừa tốt, giá lại rẻ, còn được miễn thuế thì có ai chê được. Lý Vân Đầu cười nói, cứ quyết vậy nhé. Sau đó, Lý Hoàng Đào và Quách Tình đều tới ăn sáng,
Ngô Bình chào hỏi vài câu rồi đứng dậy đi gặp nhóm Lâm Nhu. Lúc này, Lâm Nhu và Giang Nguyệt Hân đang cùng ăn sáng và cười nói, thấy Ngô Bình tới, họ đều đứng dậy cảm ơn anh. Mã Thiên Lý, cậu Ngô, cảm ơn cậu đã tiếp đón chúng tôi, lát chúng tôi sẽ về khách sạn. Ngô Bình, tôi không tham gia các hoạt động tiếp theo được, chúc các anh chị đi chơi vui vẻ, có gì cần thì cứ gọi cho tôi. Anh ngồi thêm với họ một lát rồi cho xe chở họ về khách sạn. Họ đi rồi, nhưng Hồ Kiến Quốc ở lại, Ngô Bình đến tìm ông ấy thì thấy ông ấy đang tập thể dục trong vườn hóa, chẳng giống người từng tìm đủ mọi cách tự sát chút nào. Thấy Ngô Bình tới, ông ấy nói, nhóc, xem ra cậu đã biết thân phận của tôi rồi nhỉ. Ngô Bình nói, dù thân phận của ông rất hoàn hảo, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được ông không phải người bình thường. Hồ Kiến Quốc cười lạnh nói, tôi không muốn dây dưa với cậu, nhân quả của cậu lằng nhằng lắm. Ngô Bình đảo mắt nói, sao tiên sinh nhát gan thế, cách đây không lâu, Đại sư Thanh Liên đã tới tìm và truyền cho tôi một môn công pháp Phật môn đấy. Hồ Kiến Quốc cười lạnh, Thanh Liên, vậy chứng tỏ giữa hai người có nhân quả, còn tôi thì không. Ngô Bình, nếu tiền bối không muốn tôi quấy nhiễu thì tôi sẽ tiễn ông đi luôn. Luôn ư, không thấy muộn rồi sao, ông ấy hừ nói. Ngô Bình, ý của tiền bối là sao? Hồ Kiến Quốc, hóa thân này của tôi có sứ mệnh riêng của mình, nếu cậu đã dính đến tôi thì phải giúp tôi hoàn thành sứ mệnh. Ngô Bình chớp mắt, tu vi của tôi còn thấp, chỉ e không giúp được. Hồ Kiến Quốc ngoảnh lại nhìn anh, việc này cậu giúp được, không thì tôi sẽ thi triển chú thuật, khiến cho chỗ đó của cậu không bao giờ cứng lên được nữa. Ngô Bình giật thót tim, tiền bối, đừng quá đáng thế. Hồ Kiến Quốc cười lạnh nói, thế cậu có giúp tôi không? Ngô Bình thở dài, đương nhiên là có, nhưng tôi cũng phải biết tiền bối là ai và việc cần làm là gì đã chứ. Chương 692, Dược đường luyện thuốc. Hồ Kiến Quốc nói, tôi là sư tổ của toàn chân giáo. Ngô Bình giật mình, kêu lên, tiền bối là Lữ Tổ. Lữ Tổ là Lữ Động Tân của một trong bát tiên trong truyền thuyết thần thoại, còn có tên Tuần Dương Tử, phù hữu đế quân, là nhân sĩ thời Đường. Đến nay vẫn còn nhiều đền thờ như đền Lữ Công, hương khói nghi ngút. Hồ Kiến Quốc đáp, đúng vậy. Ngô Bình hành lễ với ông ấy, vãn bối kính chào Lữ Tổ. Hồ Kiến Quốc xua tay, không cần đa lễ. Chuyện tôi nhờ cậu làm cũng rất đơn giản. Hãy tìm giúp tôi một người, nhận người này làm đệ tử, truyền dạy đạo pháp. Ngô Bình vội hỏi, Lữ Tổ, đó là ai ạ? Hồ Kiến Quốc nói, sau này cứ gọi tôi là ông Hồ. Ngô Bình đáp, vâng, ông Hồ. Hồ Kiến Quốc bảo, tôi có sinh thần bát tự của người này. Và vị trí đại khái của nơi sinh. Cậu hãy đi tìm và thay tôi truyền đạo pháp cho người này. Ngô Bình chớp mắt hỏi, ông Hồ à, ông bảo tôi nhận người này làm đồ đệ, vậy tôi có thể dạy gì cho người này ạ? Hồ Kiến Quốc bảo, tìm được người trước đã. Chỉ cần tìm được người, tôi sẽ truyền dạy đạo pháp cho cậu. Ngô Bình gật đầu, vâng, vãn bối có thể giúp ông chuyện này. Sắc mặt Hồ Kiến Quốc đã tốt hơn đôi chút, tôi sẽ đi chơi ở Á Mã vài hôm. Cậu đừng quấy rầy tôi. Ngô Bình vội đáp vâng, vãn bối tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Hồ Kiến Quốc để lại số liên lạc rồi chào tạm biệt. Ngô Bình sắp xếp một tài xế đi theo, đích thân tiễn ông ấy ra cửa. Sau khi Hồ Kiến Quốc rời đi, anh đến phòng nghỉ của Đào Như Tuyết. Cô ấy đang nằm trên giường và lướt điện thoại. Ngô Bình ôm cô ấy từ phía sau, đang xem gì vậy? Đào Như Tuyết đáp, sắp tới, khi thuốc mới của bọn em phát hành. Giá thị trường chắc chắn sẽ tăng mạnh, có cơ hội đột phá hàng nghìn tỷ. Cô ấy bỗng ngồi bật dậy, chồng này, nếu anh có tiền dư thì có thể đổ vào mua cổ phiếu của tập đoàn Miêu Dược. Ngô Bình cười bảo, khi nào về, anh sẽ bảo ông nội mua một ít rồi ngồi chờ giá tăng. Cả hai âu yếm một lúc, Đào Như Tuyết ăn vài món qua loa rồi cùng anh đi đến dược đường của Hắc Thiên Giáo. Phạm Ân Cách đã đợi ở Hắc Thiên Giáo từ lâu, ông ta vẫn luôn muốn được học cách luyện thuốc từ Ngô Bình. Háo hức chờ anh đến chỉ dẫn. Dược đường là nơi giàu có nhất ở Hắc Thiên Giáo, luôn được các đời giáo chủ xem trọng. Có điều Ngô Bình cảm thấy rất chán nản về hiệu suất của dược đường này. Mỗi năm tiêu tốn hơn 20 tỷ đô mà chỉ luyện được thuốc trị giá 30 tỷ. Đúng là kém cỏi. Phạm Ân Cách đưa Ngô Bình đến nơi luyện thuốc, một nơi có diện tích rất lớn. Có hàng trăm dược sư đang điều chế thuốc ở đây. Bên cạnh là kho thuốc, nơi cất giữ nhiều loại dược liệu quý. Ngoài ra còn có đủ loại máy móc luyện thuốc chuyên nghiệp, đều là loại tốt nhất. Có rất nhiều dược sư ở đây là tiến sĩ dược, tốt nghiệp ngành dược của các trường đại học y hàng đầu thế giới. Dù vậy,
Ngô Bình vẫn cảm thấy đám người này thật vô dụng. Anh đi một vòng, bảo mọi người dừng công việc trong tay lại rồi hỏi Phạm Ân Cách. Ông Phạm, hiện nay loại thuốc nào có sản lượng lớn nhất và được đầu tư nhiều nhất, anh hỏi. Phạm Ân Cách đáp, giáo chủ, là trường sinh tán. Ngô Bình gật đầu, lần trước do điều kiện thô sơ, không thể tiến hành tinh luyện cao cấp hơn. Bây giờ tôi sẽ thực hiện quy trình chiết xuất của trường sinh tán một lần. Đám ngốc các người quan sát thật kỹ nhé. Phạm Ân Cách mừng rỡ, lập tức gọi mấy chục người điều chế trường sinh tán đến nghe Ngô Bình giảng dạy. Ngô Bình chia quá trình chiết xuất thành 27 bước, cách làm của từng bước đều không giống nhau, do những người khác nhau phụ trách. Phải mất hơn 2 giờ để thực hiện tất cả các quy trình. Cuối cùng, anh đã điều chế ra một tễ thuốc màu xanh lam nhạt. Ngô Bình uống một ngụm thuốc, gật đầu hài lòng, ở đây có thiết bị chuyên nghiệp, thuốc còn tinh khiết hơn lần trước. Phạm Ân Cách quan sát từ đầu đến cuối, kinh ngạc thốt lên, giáo chủ, khi dùng cách của cậu, sử dụng cùng một loại dược liệu nhưng sản lượng thuốc lại nhiều gấp 6 lần so với ban đầu. Hơn nữa, hiệu quả cũng tốt hơn thuốc ban đầu gấp mấy lần. Kỳ diệu nhất là thuốc này hình như không có tác dụng phụ. Ngô Bình ra lệnh, ông bảo họ làm một lần đi, để tôi xem hiệu quả thế nào. Phạm Ân Cách lập tức chỉ huy các dược sư điều chế trường sinh tán bằng phương pháp Ngô Bình vừa dạy. 27 nhóm nhỏ bắt tay vào việc, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chưa đầy nửa giờ sau, họ đã điều chế ra nửa chai thuốc màu xanh lam nhạt. Ngô Bình cũng uống thử một ngụm, cảm thấy chất lượng không được như anh làm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Anh nói với vẻ bất đắc dĩ, tuy còn thiếu sót nhưng vẫn dùng được. Mọi người vẫn phải tăng cường tập luyện. Tất cả đồng thanh vâng dạ, trong lòng kích động vô cùng, không ngờ thành công rồi. Ngô Bình hỏi Phạm Ân Cách, ông Phạm, chi phí điều chế nửa chai thuốc nhỏ này là bao nhiêu? Phạm Ân Cách đáp, với hiệu suất hiện tại, chi phí khoảng 55 triệu đô. Trước đây, chúng tôi đã chi tiêu ít nhất 350 triệu đô để điều chế ngần này liều lượng trường sinh tán. Ngô Bình hỏi tiếp, các ông bán một chai thuốc với giá bao nhiêu? Phạm Ân Cách trả lời, nếu bán cho giới nhà giàu thì khoảng 500 triệu. Có điều hiện tại công hiệu của thuốc đã được cải thiện, giá cả có thể tăng lên hơn 1 tỷ rưỡi. Ngô Bình nói, lợi nhuận gấp 23 lần, đây mới là lợi nhuận nên có của thuốc. Phạm Ân Cách rối rít vâng dạ. Ngô Bình nói tiếp, hôm nay điều chế loại thuốc này trước, để họ tiếp tục tập thành thạo. Ngày mai tôi sẽ dạy mọi người điều chế loại thuốc thứ hai. Phạm Ân Cách mừng rỡ, giáo chủ thật lợi hại. Ngô Bình bảo, tôi sẽ sử dụng thiết bị ở đây để nghiên cứu một số loại thuốc, ông hỗ trợ cho tôi nhé. Phạm Ân Cách vui mừng khôn xiết, cười đáp, vâng. Trong dược điển có loại thuốc điều trị tổn thương thần kinh, anh muốn điều chỉnh một chút để điều chế ra thuốc đặc trị bệnh Alzheimer và Parkinson. Đào Như Tuyết và Phạm Ân Cách ở bên cạnh giúp anh một tay. Kho thuốc chất đầy dược liệu, chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã tìm được đủ dược liệu và bắt đầu điều chế thuốc. Quy trình điều chế thuốc không phức tạp như trường sinh tán, chỉ có 19 bước. Đàn ông khi nghiêm túc là quyến rũ nhất, Đào Như Tuyết si mê ngắm nhìn Ngô Bình, gương mặt ngập tràn nụ cười dịu dàng. Khi thì cô ấy đưa dược liệu cho anh, khi thì giúp anh thao tác máy móc. Một giờ sau, Ngô Bình làm ra nửa ống nghiệm chất lỏng màu xanh nhạt. Anh uống một ngụm, cảm nhận tác dụng của thuốc. Đào Như Tuyết vội hỏi, thế nào? Ngô Bình nhắm mắt cảm nhận một lát, đoạn nói, đây là thuốc mà anh đã làm theo phương pháp phối chế ban đầu, không chỉ có tác dụng trị liệu thần kinh mà còn có công dụng khác. Anh sẽ chiết xuất một thành phần hoạt chất khác để điều chế thêm một loại thuốc nữa. Đào Như Tuyết sửng sốt hỏi, loại thuốc ấy có thể trị bệnh gì vậy? Ngô Bình cười đáp, loại thuốc ấy chủ yếu giúp phục hồi thần kinh não, có tác dụng rất tốt với người chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh. Đào Như Tuyết cả mừng, thật ư, tốt quá. Cô ấy rất am hiểu về y dược. Số người thiểu năng trí tuệ trên thế giới chiếm khoảng 3% tổng dân số, ước chừng 240 triệu người. Còn có 8% dân số với trí tuệ không thể đạt đến trình độ của người bình thường, thuộc nhóm người có trí tuệ thấp, số lượng khoảng 600 triệu người. Thiểu năng trí tuệ là căn bệnh khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn những căn bệnh khác, nhất là đối với trẻ em, cha mẹ của các em vô cùng đau khổ. Ngô Bình nói, loại thuốc chữa trị thần kinh não này, anh vẫn phải điều chỉnh một chút để công dụng của nó mạnh và toàn diện hơn. Rồi anh bắt đầu thử nghiệm hết lần này đến lần khác. Đến 8 giờ tối, anh mới chiết xuất ra hai loại thuốc, một loại chữa bệnh Alzheimer, còn loại còn lại dùng để điều trị thiểu năng trí tuệ. Hiệu quả chữa trị của loại thuốc trước đạt khoảng 80%.
hiệu quả điều trị của loại thuốc sau có thể đạt khoảng 90% đối với trẻ em, 70% đối với người thành niên. Đối với người trung niên và cao tuổi, hiệu quả trị liệu chỉ đạt dưới 30%. Sau khi Ngô Bình điều chế thuốc xong, Đào Như Tuyết hớn hở ôm chầm lấy anh rồi nhảy cẫng lên. Chồng em giỏi quá, anh có biết thuốc của chúng ta sẽ cứu được bao nhiêu đứa trẻ đáng yêu không? Sẽ cứu được bao nhiêu người cao tuổi không? Anh đúng là đấng cứu tinh của cả thế giới. Chương 693, Tiên đỉnh thuần nhất. Ngô Bình khẽ mỉm cười. Anh biết Đào Như Tuyết vui sướng đến thế không phải vì thuốc mới sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, mà vì loại thuốc này có thể giúp đỡ mọi người trên toàn thế giới. Anh cất lời, Như Tuyết, anh kiến nghị tập đoàn Miêu Dược chuyển trụ sở chính đến khu vực mới. Đào Như Tuyết cười đáp, vâng, nghe theo anh cả. À, em muốn chia cho anh thêm 30% cổ phần của tập đoàn. Ngô Bình xua tay, cổ phần thì anh không cần đâu. Thế này đi, nhà họ Lý của anh cũng muốn tiến quân vào ngành dược, sẽ mua lại 25% cổ phần tập đoàn theo giá thị trường hiện nay. Đào Như Tuyết cười nói, không thành vấn đề. Sau này anh vẫn phải tiếp tục nghiên cứu thuốc mới giúp bọn em nhé. Ngô Bình trả lời, tất nhiên rồi. Sau đó Ngô Bình đưa Đào Như Tuyết đến cung điện của Hắc Thiên Giáo. Cô ấy ở lại đây một đêm, ngày mai sẽ bay về Viêm Long để xin phê duyệt thuốc mới. Lúc ăn tối, Ngô Bình gọi Đường chủ tài Đường đến, Đường chủ phó, 50 tỷ đô của tôi do chị quản lý. Ngày mai chị hãy đi mua cổ phiếu của tập đoàn Miêu Dược nhé. Phó Oánh hỏi, chẳng lẽ giáo chủ có tin tức nội bộ sao ạ? Ngô Bình gật đầu, tập đoàn Miêu Dược sắp phát triển hai loại thuốc mới, đối tượng là hàng trăm triệu người bệnh, doanh thu trong tương lai sẽ lên đến vài trăm tỷ đô. Phó Oánh đáp, được, tôi sẽ trích ra 20 triệu đô mua cổ phần của tập đoàn Miêu Dược. Ngô Bình nói, còn nữa, sắp tới công ty Dược Long Huy sẽ lên sàn, chị cũng có thể mua một ít. Vâng. Sau khi Phó Oánh rời đi, Ngô Bình và Đào Như Tuyết vui vẻ với nhau trong cung điện. Tinh lực của hai thanh niên như thể dùng mãi không hết, đến rạng sáng mà vẫn chưa ngủ. Đào Như Tuyết lại ngủ quá giấc, Ngô Bình đành sai người mang bữa sáng đến phòng. Một giờ chiều, Đào Như Tuyết ngồi máy bay của Hắc Thiên Giáo bay về Viêm Long. Tiễn Đào Như Tuyết đi rồi, Ngô Bình quay về Dược Đường, tiếp tục cải tiến phương pháp điều chế loại thuốc thứ hai. Đồng thời, anh còn tiện tay trị khỏi bệnh của Phạm Ân Cách. Trong người Phạm Ân Cách có nhiều loại dược lực xung đột nhau, khiến ông ta gặp nguy hiểm. Ngô Bình đã hấp thu và luyện hóa toàn bộ dược lực, chỉ giữ lại một loại dược lực có lợi cho ông ta. Khi anh quay về cung điện đã là sáng sớm, nghĩ đến chuyện thần Hắc Thiên muốn có tà ma trong nhân bì, anh bèn triệu tập một lượng lớn tín đồ, chuẩn bị mở đàn tế, hiến tế một phần tà ma trong nhân bì. Giáo chủ mở đàn hiến tế là chuyện quan trọng, bốn đường chủ, tám trưởng lão và hữu hộ pháp Mông Trạch đồng loạt đến tham dự. Lúc này, Ngô Bình đã đeo mặt nạ đen vào. Khí tức hiện giờ của anh rất quái dị, lớn mạnh khôn lường, khiến tất cả mọi người đều nảy sinh ý niệm thần phục từ sâu trong lòng. Đeo mặt nạ vào là liên lạc được với thần Hắc Thiên, anh cất tiếng, thần Hắc Thiên, ta muốn hiến tế một linh hồn. Thần Hắc Thiên đáp, thiện. Lúc này, các giáo đồ đang niệm chú. Đàn tế lóe sáng, một nguồn năng lực mạnh mẽ bao trùm đàn tế. Ngô Bình đứng trên đàn tế, lấy nhân bì ra. Nhân bì đứng hành lễ với Ngô Bình. Ngô Bình nói, Viêm Dương, lát nữa hãy thả một tà ma ra, ta sẽ hiến tế nó. Viêm Dương rất vui, tốt quá. Thượng tiên, mất một tà ma, áp lực của tôi sẽ giảm đi đáng kể. Ngô Bình gật đầu rồi đi xuống khỏi đàn tế. Nhân bì há miệng, phun một làn khí đen ra không khí. Tuy đã được tôi luyện nhiều năm, nhưng tà ma này có trình độ thiên tiên cấp thấp, khí tức của nó vẫn khiến mọi người kinh ngạc. Một vòng xoáy khí đen cực lớn xuất hiện ở không gian phía trên đàn tế. Nó thả ra vô số sợi dây năng lượng màu đen, trói khí đen ấy lại. Khí đen không ngừng cuộn trào, vùng vẫy, nhưng vô ích. Chẳng bao lâu sau, nó đã bị sợi dây kéo vào vòng xoáy. Trong sâu thẳm linh hồn của mọi người đều nghe thấy tiếng giống tuyệt vọng và phẫn nộ. Thả ra một tà ma, nhân bì rõ là thấy dễ chịu hơn nhiều. Nó đi đến trước mặt Ngô Bình, chắp tay nói, cảm ơn Thượng Tiên đã giúp tôi. Ngô Bình đáp, sau này ta sẽ từ từ hiến tế các tà ma bên trong, làm vậy ngươi sẽ thoải mái hơn. Nhân bì cả mừng, cảm ơn Thượng Tiên. Sau này nếu có chuyện gì cần đến tôi, Thượng Tiên cứ việc mở lời. Năng lực hiện tại của Viêm Dương đã đủ đối chọi với cao thủ cảnh giới chân nhân. Thậm chí nếu gặp chân quân, nó cũng có thể đọ sức. Dĩ nhiên,
hầu hết sức mạnh của nó đều dùng để áp chế tà ma nên không thể chiến đấu quá lâu. Ngô Bình thu nhân bì lại, đoạn nhìn về phía không gian Hắc Thiên. Trong đầu anh vang lên giọng nói của thần Hắc Thiên. Linh hồn mà ngươi hiến tế khá mạnh, ngươi có thể chọn một trong các vật phẩm này, hoặc ta sẽ cho ngươi một lá bùa Hắc Thiên Trảm Tiên. Ngô Bình hỏi, uy lực bùa Trảm Tiên của ngươi như thế nào? Có thể chém chết thiên tiên cấp thấp, nhưng tu vi của ngươi còn quá yếu, dùng bùa này dễ bị ngộ thương, thần Hắc Thiên có ý tốt nhắc nhở. Ngô Bình hỏi tiếp, nói vậy là ta chỉ có thể chọn vật phẩm. Ánh mắt anh lướt qua mấy trăm vật phẩm đang lơ lửng. Bất chợt, anh nhìn thấy một chiếc đỉnh màu đen, mắt anh sáng rực lên, thần Hắc Thiên, đây là đỉnh thuốc à? Thần Hắc Thiên đáp, đúng thế, đây là đỉnh thuốc từng được một dược phương sử dụng, tên là tiên đỉnh thuần nhất. Ngô Bình nói, ta chọn nó. Ngay giây sau, chiếc đỉnh cao 1,5 mét, rộng chừng 2 mét đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình cất mặt nạ Hắc Thiên, đi một vòng quanh đỉnh, nhận ra thiết kế của đỉnh này rất tuyệt diệu, khiến anh kinh ngạc vô cùng. Những người còn lại cũng nhìn thấy một chiếc đỉnh xuất hiện từ không trung. Ai nấy đều sửng sốt. Không biết có ai hét lên một câu, tất cả đều quỳ xuống đất, chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ. Ngô Bình hỏi Mông Trạch, sao lại chúc mừng? Mông Trạch đáp, giáo chủ chính là vị giáo chủ đầu tiên trong lịch sử Hắc Thiên giáo nhận được vật dụng thật thông qua việc hiến tế. Ngô Bình rất bất ngờ, nói thế tức là các giáo chủ trước đây chưa từng đổi được vật phẩm thật từ thần Hắc Thiên. Mông Trạch gật đầu, đúng vậy, kể cả giáo chủ đời đầu cũng không làm được. Ngô Bình gật gù, xem ra tôi rất may mắn. Rồi anh bảo, mọi người vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Tất cả lui xuống. Anh cầm tiên đỉnh thuần nhất về đại điện, bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng đỉnh này. Trong dược điển có cách sử dụng đỉnh thuốc nhưng rất sơ sài, anh phải nghiên cứu sâu hơn. Trong đỉnh thuốc có rất nhiều máy móc, hơn 100 không gian gấp, mỗi không gian đều được trang bị máy móc tinh vi để chiết xuất thành phần dược liệu. Có thể nói đỉnh thuốc này còn tiên tiến và tinh vi hơn các thiết bị ở dược đường gấp nghìn lần. Sự chênh lệch giữa chúng hệt như sự chênh lệch giữa thời kỳ đồ đá và nền văn minh hiện đại vậy. Anh không ngủ nghỉ suốt cả đêm, dồn toàn bộ tinh lực vào việc nghiên cứu đỉnh thuốc này. Dẫu vậy, anh chỉ mới tìm hiểu được một phần rất nhỏ về cách sử dụng tiên đỉnh mà thôi. Sáng sớm hôm sau, anh lại đến dược đường, sử dụng máy móc ở đó để điều chế thuốc trị bệnh tiểu đường. Vì tất cả đều là thuốc mới do anh nghiên cứu nên mất khá nhiều thời gian. Khi anh điều chế xong thì đã là chiều hôm sau. Ít lâu sau, Đỗ Tinh của Ti Lễ Đường tìm gặp anh, cười nói, giáo chủ. Các nữ tín đồ được chọn từ khắp nơi đã được đưa đến. Mời giáo chủ đến xem. Bây giờ Ngô Bình mới nhớ ra chuyện này, bèn hỏi, Đỗ Tinh, chọn được bao nhiêu người rồi? Đỗ Tinh trả lời, thưa giáo chủ, tổng cộng là 108 người. Ngô Bình sững sờ, 108. Đỗ Tinh cười đáp, giáo chủ, trong 108 người này có 36 người đẹp thượng phẩm, 72 người đẹp thượng phẩm. Ngô Bình gật đầu, được, để tôi đi xem. Chương 694, chọn người hầu nữ cho giáo chủ. Ngô Bình trở về cung điện, 108 cô gái xinh đẹp được chọn từ khắp nơi đang đứng ngay ngắn trong đại điện. Họ nhìn Ngô Bình đầy tha thiết, mong được lọt vào mắt xanh của vị giáo chủ mới này. Đứng ở hàng đầu tiên đều là người đẹp thượng phẩm. Hắc Thiên giáo chọn các cô gái này đều có tiêu chuẩn riêng, ví dụ như hình thể, tóc, mùi, nhan sắc, giọng nói, vân vân, đều có quy tắc nhất định. Chỉ cần không đáp ứng một trong các tiêu chuẩn, đều sẽ không được chọn. Vậy nên những người đẹp thượng phẩm này đạt điểm tổng thể về mọi mặt cao nhất, nhưng chưa chắc xinh đẹp nhất. Ngô Bình nhìn 36 người đẹp thượng phẩm, các cô gái này đều sở hữu vóc dáng hàng đầu, nhan sắc thì mỗi người một vẻ. Anh lướt mắt nhìn rồi nói, phân công cho họ đi. Đỗ Tinh đáp vâng, thuộc hạ đã rõ. Ngay lập tức, Đỗ Tinh đưa 36 cô gái rời đi. Phân công nhiệm vụ dựa theo kỹ năng thành thạo và sở trường của họ. Những cô gái xinh đẹp này, có người nấu nướng, có người phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, người dọn dẹp phòng làm việc, người thì làm tài xế cho giáo chủ. Ngô Bình nhìn tiếp 72 cô gái thượng phẩm, những cô gái này đều rất đẹp, chỉ khuyết thiếu ở một mặt nào đó thôi. Có người vòng ngực không quá to, eo chưa thon gọn lắm, người thì có nhiều nốt ruồi trên da, ảnh hưởng đến ngoại hình, vân vân. Anh nói, các cô chạy quanh cung điện 10 vòng đi. Các cô gái rất vâng lời, lập tức cất bước chạy. Một vòng, hai vòng, ba vòng, đến khi chạy xong 10 vòng, tất cả người đẹp đều thở hổn hển. Ngô Bình quan sát hơi thở của các cô gái,
chỉ vào một trong số họ cô bước ra. Rồi anh chọn tiếp người thứ hai, thứ ba. Cuối cùng, anh chọn ra 12 người từ 72 cô gái, những người còn lại được giao cho Đỗ Tinh phân công. 12 người này và 36 người lúc nãy, sẽ trở thành người hầu thân cận của anh, phục vụ xung quanh anh. Sắp tới, các cô gái này phải trải qua quá trình huấn luyện kéo dài 3 ngày mới có thể chính thức phục vụ giáo chủ mới. Những chuyện còn lại được giao cho Đỗ Tinh xử lý. Ngô Bình mang theo vài loại thuốc, trở về trang viên họ Lý. Tối nay Lý Mai cũng có mặt, cô ấy đang thảo luận gì đó với Lý Vân Đầu trong phòng khách. Thấy Ngô Bình đến, Lý Vân Đầu bèn ngoắc tay với anh, Tiểu Bình, ông có chuyện cần bàn bạc với cháu đây. Ngô Bình cười hỏi, chuyện gì vậy ông? Lý Vân Đầu đáp, Tiểu Bình à, nhà họ Lý chúng ta cũng được xem là gia tộc giàu có hàng đầu Đông Nam Á hiện nay. Nhưng vấn đề là trọng tâm sản nghiệp nhà họ Lý không đặt ở Đông Nam Á. Ông muốn tìm một người nhà họ Lý trấn giữ ở đây. Ngô Bình thắc mắc, không phải đã có ông nội trấn giữ rồi sao ạ? Lý Vân Đầu xua tay, ông già rồi, không muốn lo lắng nhiều việc nữa. Còn Lý Mai cũng phải phụ trách chuyện trong nước. Ngô Bình đáp, đừng nói là ông muốn cháu ở lại nhé. Ông nội à, cháu không có thời gian đâu ạ. Lý Vân Đầu cười bảo, ông nội đã có ứng cử viên rồi. Ông muốn cô cháu đến đây, cháu thấy ổn chứ? Ngô Bình trả lời, tất nhiên là thích hợp rồi ạ. Ông à, cháu không biết nhiều về cô, nhưng ông đã chọn cô thì chắc hẳn cô rất có tài kinh doanh. Lý Vân Đầu gật đầu, năm xưa cô của cháu yêu đương tự do, đã chọn Trịnh Tắc Sĩ. Tiểu Trịnh là người thận trọng nhưng chưa đủ sắc bén, vậy nên dù ông đã tận lực giúp đỡ, nhà họ Trịnh vẫn chỉ là gia tộc hạng hai. Ngô Bình hỏi, ông nội à, nếu cô sang đây, có phải chú cũng đi cùng không ạ? Lý Vân Đầu đáp, ừ, chuyện này ông đã hỏi ý cô của cháu rồi. Nó và Tiểu Trịnh đã bàn bạc và quyết định cùng nhau sang đây. Ngô Bình nói, cô bằng lòng đến đây thì tốt quá. Cháu đồng ý. Lý Mai nói, ông à, dù sao cô cũng đã gả đi, còn chú cũng tham gia kinh doanh, có phải? Lý Vân Đầu tiếp lời, sự lo lắng của Tiểu Mai rất có lý. Ông cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Tiểu Trịnh đến đây, chủ yếu là mượn con thuyền lớn nhà họ Lý để mở rộng công việc kinh doanh của nhà họ Lý, chứ không tham gia quản lý nhà họ Lý. Lý Mai bày tỏ, nếu như vậy thì không còn gì đáng lo nữa ạ. Lý Vân Đầu bảo, ngày mai Gia Ninh sẽ đến đây. Tiểu Bình à, lúc đó nhớ sân bay đón cô cháu nhé. Ngô Bình đáp, vâng. Nói được một lúc, anh lấy 10 chai trường sinh tán ra và đưa cho Lý Vân Đầu, ông nội à, thứ này có thể kéo dài tuổi thọ, là linh dược mà Hắc Thiên Giáo sử dụng để lôi kéo các đại gia Đông Nam Á. Ông có thể dùng nó làm quà tặng bạn bè, thân thích. Lý Vân Đầu rất vui, đồ tốt đấy. Vậy ông nhận nhé. Lý Mai liếc anh, không có phần chị à. Lấy một gói bột trân châu làm từ linh châu ra, Ngô Bình nói, thứ này có tác dụng làm đẹp, đáng tiền hơn thuốc kia nhiều. Đôi mắt Lý Mai sáng lên, thật sao? Ngô Bình đáp, dĩ nhiên. Hiệu quả của nó cũng như linh đan rượu dược vậy. Uống với nước ấm trước khi ngủ hàng ngày, chừng một thìa tai là được, mỗi ngày một lần. Lý Mai cười nói, cảm ơn Tiểu Bình nhé. Lý Vân Đầu lớn tuổi rồi, vừa quá 10 giờ đã về phòng ngủ. Ngô Bình cũng về phòng nghỉ ngơi, nhưng chưa nằm được bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa. Tiểu Bình à, ngủ chưa, là giọng Lý Mai. Ngô Bình mở cửa, chị Mai, có việc gì à? Không có việc thì không được tìm cậu trò chuyện hả, cô ấy hậm hực. Ngô Bình gãi đầu, chị ngồi đi, có muốn uống gì không? Lý Mai lấy một cốc nước ra, bên trong đựng bột linh châu vạn năm mà Ngô Bình tặng. Cô ấy nói, chị chưa uống, bây giờ chị uống, cậu xem hiệu quả giúp chị nhé. Ngô Bình đáp, ừm, chị uống đi. Cốc này không to, Lý Mai uống một ngụm là hết, vị cũng khá ngon. Cô ấy ngồi trên giường Ngô Bình, chân trái vắt lên chân phải, cười bảo Tiểu Bình, cô nàng xinh đẹp ngực to kia đi rồi à. Ngô Bình nhủ bụng, sao cô ấy lại biết nhỉ? Anh trả lời, đã về Viêm Long rồi, chị quen cô ấy sao? Lý Mai nói, gặp vài lần. Trẻ trung lại xinh đẹp, chắc cậu cũng thích cô ấy nhỉ? Ngô Bình đảo mắt, có liên quan gì đến chị à? Lý Mai bực tức, chị là chị cậu, tất nhiên là có liên quan. Ngô Bình quay mặt đi, lẩm bẩm, cùng lắm là chị nuôi thôi mà. Lý Mai đột nhiên lấy tay quạt mấy cái rồi bảo, ở phòng cậu nóng thật. Dứt lời, cô ấy cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo hai dây. Ngô Bình nhìn đỉnh núi run lên dưới lớp áo mà mắt muốn nở ra, chị Mai, đừng thử thách em. Em không chịu đựng được thử thách đâu.
Lý Mai trừng mắt với anh, mấy hôm nay chị bôn ba khắp nơi, chân sắp gãy rồi, cậu mau xoa bóp giúp chị đi. Ngô Bình nuốt nước bọt, trả lời, chị bảo em xoa bóp nhé. Nhớ em không khống chế được, sờ phải nơi nào không nên sờ, thì chị không được kêu lên đâu đấy. Lý Mai đỏ bừng mặt, quở trách, bớt nói vớ vẩn. Nhanh lên đi. Ngô Bình ngồi ở cuối giường, dùng tay xoa bóp cẳng chân ngọc ngà của cô ấy. Xoa bóp được vài cái, anh đã hơi rung động, đoạn cất lời, chị Mai này, ngực chị hơi nhỏ đấy. Trợn trừng đôi mắt xinh đẹp, Lý Mai giận dữ nói, thằng nhóc thối này, dám bảo ngực chị nhỏ. Thật ra ngực của Lý Mai không nhỏ, ở mức D, nhưng nếu có thể to thêm tí nữa thì càng hoàn hảo. Ánh mắt Ngô Bình như bừng lên ngọn lửa. Anh đáp, đừng lo, em biết một kỹ thuật xoa bóp tăng vòng ngực đấy. Chị muốn thử không? Lý Mai ngẩn ra, xoa bóp có thể giúp ngực to hơn à? Ngô Bình đáp, người khác không làm được, còn em thì được. Lý Mai cắn môi nói, vậy chị thử xem sao? Chương 695, Trích Tiên. Ngô Bình lấy ra một cái lọ nhỏ chứa thuốc mà anh đã luyện chế trong dược đường. Loại thuốc này được sản xuất đặc biệt dành cho phụ nữ và có thể dùng để định hình cơ thể, làm to chỗ cần to và làm gầy chỗ gần gầy đi. Anh bôi thuốc trên tay, cười nói, chị Mai, lại đây cởi quần áo ra nào. Lý Mai đỏ mặt, có thể không cởi ra được không? Ngô Bình nói, lọ thuốc của em được điều chế đặc biệt cho những bà vợ nhà giàu ở Đông Nam Á. Giá một chai hơn 100 triệu đô la Mỹ. Nếu hôm nay chị không dùng nó, sau này chị sẽ không có cơ hội đâu. Lý Mai hung hăng trừng mắt nhìn anh, cởi thì cởi. Khi cơ thể xinh đẹp là lướt của cô ấy xuất hiện trước mặt Ngô Bình khiến anh nhìn muốn lắc mắt, nhưng anh lại cố tỏ vẻ ra mình không hề rung động, một lát nữa sẽ ổn thôi. Tay anh vừa ấn vào đã cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi, Lý Mai hít một hơi thật sâu, hai chân duỗi thẳng ngay lập tức. Ngô Bình xoa bóp y thuật cho cô ấy, sau 10 phút, Lý Mai nóng bừng cả người, hơi thở nhanh hơn, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vết ửng hồng. Đột nhiên, một tay cô ấy nắm chặt ngón tay Ngô Bình, thì thào, đổ khốn. Trái tim của Ngô Bình run lên, anh nói, chị Mai, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, Lý Mai bất ngờ ngồi dậy và ôm chặt lấy cổ anh. Ngô Bình bị cô ấy dán vào thì làm sao có thể nhịn được, hai người lăn lộn trên giường ôm nhau. Sau một hồi lâu, Lý Mai nằm ướt đẫm mồ hôi trong vòng tay của Ngô Bình, nhìn anh với vẻ tựa như tức giận mà cũng giống mừng vui, nói thẳng nhóc thối, bây giờ cậu đã hài lòng chưa? Ngô Bình trợn tròn mắt, chị Mai, em chỉ muốn mát xa ngực cho chị thôi. Không ngờ chị lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Lý Mai tức điên, liền đá anh xuống giường. Ngô Bình lại leo lên, cười nói, em đường đường là một nhân tiên còn ngủ với chị không hài lòng sao? Lý Mai nắm lấy tay anh và nói, thằng nhóc thối tha kia, cậu không được phép nói với ai về chuyện này, biết chưa? Ngô Bình vội vàng gật đầu, sau đó lại duỗi tay ra ôm lấy cô ấy, nói, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chị Mai, chúng ta tiếp tục đi. Lý Mai kêu lên một tiếng yêu kiều, căn phòng đột nhiên sôi động trở lại. Ngô Bình tiếp tục làm đi làm lại, Lý Mai sợ anh, liền bỏ trốn khỏi phòng của anh ngay giữa đêm, để lại Ngô Bình thở dài. Anh định nghỉ ngơi một lúc thì có người gõ cửa. Vừa mở cửa, anh sững người trong giây lát, anh thấy Mộ Dung Kiều e lệ đứng trước cửa. Mộ Dung Kiều cười nói, anh cũng phong lưu thật đấy, cô gái vừa rồi tên là gì? Ngô Bình mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật, muốn xem Mộ Dung Kiều là người hay là ma. Nhưng anh rất thất vọng, Mộ Dung Kiều là một con người sống sờ sờ. Anh bước sang một bên và nói, vào đi. Mộ Dung Kiều đi vào trong phòng, ngửi rồi nói, các người cũng điên cuồng thật đấy, còn không dùng biện pháp bảo vệ, làm bẩn hết cả giường. Ngô Bình nhìn cô ấy chằm chằm, nói từng chữ một, Mộ Dung Kiều, không phải cô đã chết rồi sao? Mộ Dung Kiều, tôi chết rồi. Ngô Bình, ý tôi là cô đã chết hơn một tháng trước, có phải không? Mộ Dung Kiều bĩu môi, anh làm gì mà nghiêm túc thế, chết không phải là chuyện bình thường sao? Ngô Bình ngẩn người, nói thế thì cô thật sự đã chết sao? Mộ Dung Kiều ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, hỏi Ngô Bình, anh từng nghe nói về thân thể bất tử chưa? Ngô Bình, thân thể bất tử. Mộ Dung Kiều, khi tôi 3 tuổi, có ai đó đã đầu độc tôi. Tôi chết vì chất độc, cơ thể tôi thối rữa. Cha mẹ tôi dùng quan tài làm bằng vàng để chứa xác tôi. Nhưng 7 ngày sau, tôi sống sót bò ra khỏi quan tài và cơ thể tôi vẫn nguyên vẹn. Ngô Bình trợn to mắt, cô chắc chắn mình đã chết rồi sao? Mộ Dung Kiều, đương nhiên, cảm giác tử vong rất đặc biệt,
chắc chắn không sai. Cô ấy tiếp tục, cha mẹ tôi rất ngạc nhiên, họ đã mời pháp sư đến, nhưng pháp sư không thể nói rõ lý do. Sau đó, tôi chết hai lần, một lần do hỏa hoạn và một lần do mất máu. Nhưng tôi đều sống lại cả hai lần. Cô ấy nhìn Ngô Bình, và sau mỗi khi tôi chết, tôi đều có thêm một khả năng. Ngô Bình sửng sốt, hỏi cô ấy, cô có năng lực gì? Mộ Dung Kiều, lần đầu tiên từ cõi chết trở về, tôi có khả năng điều khiển cảm giác thời gian của người khác. Ngô Bình rất tò mò hỏi, làm sao mà khống chế được? Mộ Dung Kiều cười nhìn anh, không lên tiếng. Ngô Bình nhíu mày, tại sao không nói? Mộ Dung Kiều hỏi anh, mấy giờ rồi? Ngô Bình nói, 3 giờ 10 phút. Nói được nửa lời, anh chợt bàng hoàng, vì anh thấy thời gian trên đồng hồ đã trở thành 3 giờ 15. Chỉ trong nháy mắt mà đã 5 phút trôi qua sao? Anh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Kiều, hỏi, đây là năng lực của cô sao? Mộ Dung Kiều gật đầu, đúng vậy, nhưng khả năng này hình như khá vô dụng. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, nói, còn khả năng thứ hai của cô. Mộ Dung Kiều đứng dậy đi vào trong sân, cô ấy đưa tay sờ một đóa hoa. Trong tích tắc, cành hoa nhanh chóng héo úa. Sau đó, cô ấy chạm vào một bông hoa đã héo khác. Vài giây sau, những bông hoa héo úa lại trở nên tươi tắn, đẹp đẽ mơn mởn, những chiếc lá trở lại màu xanh ngọc bích tươi đẹp. Cô ấy nói, đây là khả năng thứ hai của tôi, chuyển rời năng lượng sống. Ngô Bình, khả năng này của cô cũng có tác dụng đối với động vật sao? Mộ Dung Kiều gật đầu, ừ. Ngô Bình hít sâu một hơi, nói, khả năng thứ ba của cô thì sao? Mộ Dung Kiều nói, khả năng thứ ba của tôi là dự đoán tương lai. Nhưng tôi chỉ có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra trong vòng 5 phút. Nói xong, cô ấy nhìn bầu trời đêm phía trước bên trái và nói, trong 10 giây nữa, một ngôi sao băng sẽ vụt qua. Ngô Bình nhìn trời, thầm nhẩm tính. Quả nhiên, khoảng 10 giây sau, một ánh sáng vụt qua, đó là một ngôi sao băng. Anh giơ ngón tay cái lên, hay quá. Mộ Dung Kiều nói, sau lần cuối cùng chết, tôi có năng lực tránh tai họa. Ngô Bình rất có hứng thú, nghĩa là sao? Mộ Dung Kiều, ví dụ như khi nhìn thấy anh, tôi đã biết ở bên anh sẽ rất an toàn. Nhưng một khi rời xa anh tôi sẽ vô cùng nguy hiểm, rất nhanh sẽ rơi vào hiểm cảnh. Ngô Bình nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ. Cô ấy hỏi, sao anh lại nhìn tôi như thế? Ngô Bình, tôi nghĩ tôi đã biết cô là gì rồi. Hai mắt Mộ Dung Kiều hai mắt sáng lên, cô ấy vội vàng hỏi, tôi là gì? Ngô Bình, cô chính là Trích Tiên. Mộ Dung Kiều tò mò hỏi, Trích Tiên là gì? Ngô Bình, cô vốn là tiên, nhưng vì một lý do nào đó mà bị giáng xuống phàm trần. Tuy nhiên, một số năng lực của cô vẫn được giữ lại, và sau mỗi lần chết, cô sẽ thức tỉnh một năng lực. Mộ Dung Kiều gãi gãi đầu, tôi từ đâu tới? Là tiên nhân gì? Ngô Bình, tôi không biết cô từ đâu tới, nhưng cô hẳn là rất mạnh, ít nhất là cường giả cấp thiên tiên. Mộ Dung Kiều bĩu môi, nhưng dù trước kia như thế nào thì hiện tại tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường. Ngô Bình đột nhiên cảnh giác, nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiều, hỏi, đừng nói là cô tìm tôi để báo thù cho ông ngoại cô đấy chứ. Mộ Dung Kiều lạnh nhạt nói, ông ấy không chết, tại sao tôi lại phải báo thù? Sắc mặt Ngô Bình trầm xuống, lúc này mới nhớ tới Mộ Dung Kiều có khả năng cải tử hồi sinh. Chương 696, Sư Thành. Mộ Dung Kiều, đừng lo lắng, ông ngoại đã ra nước ngoài, hơn nữa sẽ không bao giờ trở lại. Ngô Bình, cho dù bọn họ rời đi, cô cũng không muốn lấy lại tài sản của nhà họ Quách sao? Mộ Dung Kiều nhún vai, của cải đối với tôi không có ý nghĩa gì. Hơn nữa sau này anh nuôi tôi, thế nên tiền cũng chẳng để làm gì. Ngô Bình chỉ vào mũi mình, tôi nuôi cô. Mộ Dung Kiều cười nói, đúng vậy, bởi vì cảm giác của tôi cho tôi biết rằng đi theo anh mới an toàn. Tôi đi theo anh, thế nên anh phải chịu trách nhiệm về thức ăn, quần áo, nhà ở và mọi chi phí của tôi chứ. Ngô Bình thở dài, được rồi, nể mặt cô là Trích Tiên, cô có thể sống ở chỗ này. Mộ Dung Kiều, tôi không sống ở đây, tương lai anh đi nơi nào, tôi sẽ đi theo đó, không rời nửa bước. Ngô Bình nhíu mày, thế này không phù hợp lắm. Mộ Dung Kiều, đừng lo lắng. Nếu như bạn gái của anh xuất hiện, tôi sẽ tránh đi. Ngô Bình ho khan một tiếng, ý của tôi không phải như vậy. Anh không cần giải thích, tôi hiểu mà, Mộ Dung Kiều cười nói. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi nói, được, nhưng cô phải nói cho tôi biết cô sẽ đi theo tôi bao lâu. Một tháng, Mộ Dung Kiều nói, một tháng sau, tôi sẽ đi nơi khác.
Ngô Bình gật đầu, được, một tháng này, tôi sẽ bảo vệ cô. Mộ Dung Kiều cười nói, cảm ơn, tôi ngủ phòng bên cạnh, ngủ ngon nhé. Một đêm tĩnh lặng trôi qua. Ngày hôm sau, Mộ Dung Kiều mới sáng sớm đã gõ cửa, nói, Ngô Bình, anh có thể cùng tôi Sư Thành được không? Ngô Bình ngồi dậy, hỏi, cô đến Sư Thành làm gì? Mộ Dung Kiều, tôi về nhà, tôi thấy hơi nhớ bố mẹ. Ngô Bình, hóa ra nhà cô ở Sư Thành, vậy được, ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát. Mộ Dung Kiều, cảm ơn. Sư Thành ban đầu là một phần của nước A Mã, sau đó, nó được thành lập như một quốc gia riêng biệt và trở thành một nền kinh tế phát triển. Tổng sản lượng kinh tế của nó cao hơn của toàn bộ nước A Mã. Quy mô của nó tương tự như cảng thành, dân số của hai nơi tương đương nhau. Sư Thành là nơi thực hiện theo chế độ gia tộc kiểm soát, gia tộc đó là nhà họ Lý, người đứng đầu đất nước hiện tại là Lý Vạn Long, người có cha là người khai sinh ra Sư Thành. Ngô Bình đã lái xe hơn 300 cây số, hơn 2 giờ sau đến nơi. Bước vào Sư Thành, Ngô Bình cảm thấy tình hình không ổn, phía sau đột nhiên có mấy chiếc xe đi theo sau họ, không xa cũng không gần. Anh hỏi, đằng sau là người nhà Mộ Dung các cô à? Mộ Dung Kiều lắc đầu, bọn họ muốn giết tôi. Ngô Bình sửng sốt, người muốn giết cô sao? Ai? Mộ Dung Kiều, thành chủ Sư Thành, người nhà họ Lý. Cô ấy nói, nhưng đừng lo lắng, chỉ cần tôi ở bên cạnh anh, họ sẽ không giết tôi được. Ngô Bình trầm mặc một hồi, hóa ra đây là lý do cô ấy tìm đến anh nói, ngồi cho vững. Vừa nói, anh vừa nhấn ga hết cỡ, chiếc xe tăng tốc ngay lập tức. Đồng thời, anh ta lấy tấm da người ra và ra lệnh, Viêm Dương, hãy giải quyết những người phía sau. Tấm da người bay ra ngoài cửa sổ và dính thẳng vào kính chắn gió của một chiếc ô tô phía sau, tài xế ô tô hoảng sợ chỉ biết dừng xe lại. Các xe sau vượt xe này tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên, khi xe của họ chạy qua, tấm da người bất ngờ rơi xuống đất và bị một chiếc xe cán qua. Không hiểu vì lý do gì, chiếc xe bật lên đột ngột như thể bị bom nổ tung, bay cao hàng chục mét rồi lăn xuống vách núi. Hai chiếc xe phía sau cũng xảy ra việc tương tự. Sau tiếng nổ họ rơi xuống vách núi, không ai trên xe sống sót. Chưa đến 3 phút, tấm da người lại bay vào từ cửa sổ, tự động gấp lại và chui vào túi của Ngô Bình. Mộ Dung Kiều trợn tròn mắt, cô ấy sững sờ nói, đây là cái gì? Là da người sao? Ngô Bình, nó được gọi là Viêm Dương, bên trong có phong ấn rất nhiều yêu quái cấp thiên tiên. Mộ Dung Kiều co rụt cổ, thật đáng sợ. Ngô Bình hỏi cô ấy, tại sao nhà họ Lý lại muốn giết cô? Mộ Dung Kiều, nhà Mộ Dung của tôi không phải thế lực lớn mạnh ở Sư Thành, kém xa so với nhà họ Lý. Nhưng một đại sư nói rằng nhà họ Lý nhất định phải giết tôi, nếu không sẽ không được yên ổn, trong vòng 10 năm sẽ bị nhà Mộ Dung thay thế. Vì vậy kể từ đó, nhà Mộ Dung của tôi đã bị chèn ép khắp nơi. Ngô Bình, nhà họ Lý lo lắng về sự trỗi dậy của nhà Mộ Dung, vì vậy đã ra tay trước. Hơn nữa họ đã biết rằng người chủ chốt trong nhà Mộ Dung là cô. Mộ Dung Kiều, đúng vậy, thế nên mấy năm nay gia đình tôi rất khổ sở. Nếu không có nhà họ Quách liên tục hỗ trợ thì nhà Mộ Dung đã xong đời từ lâu rồi. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn rất khó khăn, việc kinh doanh của chúng tôi đã bị thu hẹp, bây giờ chúng tôi đã trở thành một gia tộc hạng ba ở Sư Thành. Ngô Bình, nếu đã không thể đấu lại, tại sao không rời khỏi Sư Thành? Mộ Dung Kiều, không phải là chúng ta không đấu lại được, nhà họ Lý mấy năm nay cũng đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi bởi chúng tôi. Ví dụ như con trai của Lý Vạn Long bị thương nặng. Hơn nữa, tôi cũng khiến nhà họ Lý tổn thất hàng trăm tỷ đô la trong một dự án. Ngô Bình, nhà họ Lý thật quá vô lý, chỉ nghe lời đại sư nói mà đã đối phó với nhà cô. Mộ Dung Kiều chua xót nói, đúng vậy, nhưng đáng tiếc tôi không biết võ công, nếu không tôi nhất định sẽ dạy cho nhà họ Lý một bài học. Sau đó cô ấy thở dài, thật ra lần trước chết, tôi muốn nhà họ Lý thật sự cho rằng tôi đã chết. Nhưng hiện tại, xem ra nhà họ Lý không tin. Ngô Bình thấy rất kỳ quái, tại sao lại không tin? Mộ Dung Kiều, bố tôi gọi điện nói với tôi rằng nhà họ Lý đã cử người đến đào mộ tôi, nhưng họ không tìm thấy xác. Ngô Bình nhíu mày, nhà họ Lý thật tàn nhẫn, ngay cả người chết cũng bị đào mộ. Mộ Dung Kiều khẽ thở dài, thế nên hiện tại tôi không cần giả chết nữa, chẳng thà trở về đối mặt với nhà họ Lý. Lái xe thêm nửa tiếng, họ chạy xe vào một khu biệt thự kiểu nhà vườn. Xe dừng trước một tòa biệt thự, hai người xuống xe, một con Labrador lao ra nhào vào vòng tay của Mộ Dung Kiều. Mộ Dung Kiều vui vẻ nói, Lina,
chị nhớ em rất nhiều. Vừa nói, cô ấy vừa hôn lên mặt con chó vài cái. Ngay lập tức, một đôi vợ chồng bước ra, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã. Nhìn thấy Mộ Dung Kiều, người phụ nữ đột nhiên ôm cô ấy khóc. Mộ Dung Kiều hoảng sợ, vội vàng hỏi, mẹ, mẹ sao vậy, sao mẹ lại khóc? Người đàn ông trung niên cũng đang lau nước mắt, nói Kiều Nhi, em trai của con đã bị nhà họ Lý bắt cóc. Lần đầu tiên khuôn mặt Mộ Dung Kiều lộ ra sát khí, nhà họ Lý bắt cóc An Cát sao? Người phụ nữ nói, ngoài nhà họ Lý ra thì còn ai vào đây nữa? Kiều Nhi, tại sao chúng ta không rời khỏi Sư Thành? Mẹ lo rằng cứ tiếp tục thế này, nhà họ Lý sẽ giết chúng ta. Mộ Dung Kiều nhẹ giọng nói, bố, mẹ, chúng ta vào nhà nói chuyện. Trong phòng khách, cô ấy giới thiệu Ngô Bình, bố, đây là Lý Huyền Bình, cháu trai cả của nhà họ Lý ở Á Mã. Người đàn ông vội vàng nói, thì ra là cậu Lý, ngưỡng mộ đã lâu. Mộ Dung Kiều, đây là bố tôi, Mộ Dung Tường, và mẹ tôi, Quách Minh Lệ. Ngô Bình, chào cô chú. Quách Minh Lệ nhìn chằm chằm vào Ngô Bình với vẻ không ưa, nhà họ Lý các cậu đã thôn tính nhà họ Quách, phải không? Mộ Dung Kiều xua tay nói, mẹ, chuyện này con biết. Chuyện này không thể trách được nhà họ Lý. Ông ngoại con tham lam, thế nên đã ra tay với nhà họ trước. Ngô Bình lạnh nhạt nói, Mộ Dung Kiều nói đúng, tôi đã nương tay với nhà họ Quách rồi. Quách Minh Lệ hừ lạnh, quay mặt đi. Mộ Dung Tường ngượng ngùng nói, cậu Lý, xin đừng để bụng. Mộ Dung Kiều, mẹ nên lịch sự với anh ấy hơn, việc cứu An Cát còn phải trông cậy vào anh ấy đấy. Chương 697, nỗi sợ của Mạc Hầu Quân. Quách Minh Lệ ngẩn ra, trông cậy cậu ta giúp đỡ sao? Mộ Dung Kiều, đúng vậy, Lý Huyền Bình rất mạnh, nếu không sao có thể tiêu diệt nhà họ Quách. Quách Minh Lệ rất xấu hổ, nói, mẹ. Mộ Dung Kiều, mẹ, nhà họ Quách rồi cũng đến lúc suy tàn, mẹ đừng để tâm quá nhiều. Hơn nữa, nhà Mộ Dung chúng ta nhất định sẽ vươn lên ở Sư Thành, trở thành gia tộc hàng đầu nơi đây. Mộ Dung Tường kinh ngạc, Kiều Nhi, con nói cái gì? Gia tộc hàng đầu ở Sư Thành sao? Mộ Dung Kiều, đúng vậy, chỉ cần Lý Huyền Bình sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, nhà họ Lý sẽ chẳng là cái thá gì. Ngô Bình nhanh chóng ho khan một tiếng, này, Mộ Dung Kiều, tôi không có bản lĩnh khiến cho nhà Mộ Dung của cô trở thành gia tộc hàng đầu ở Sư Thành đâu. Mộ Dung Kiều cười nói, đương nhiên có thể. Ngô Bình nhìn Mộ Dung Kiều, cô ấy nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngô Bình thở dài một hơi, nói, được rồi, tôi có thể thử xem. Nhưng tôi không biết gì về dòng họ Lý ở Sư Thành. Tôi có nên tìm hiểu trước không? Mộ Dung Kiều, hậu thuẫn của nhà họ Lý chính là Hắc Thiên Giáo ở Bắc Mỹ. Ngô Bình cũng biết chuyện này, Hắc Thiên Giáo ở Bắc Mỹ lan ra các nước như Thổ Áo, Sư Thành, Nam Bán Đảo, thực lực cao hơn Hắc Thiên Giáo ở địa phương. Năm thủ lĩnh tuy rằng không nghe lệnh trụ sở chính cho lắm, nhưng dù sao cũng là một tổ chức, Ngô Bình cũng thể quá đắc tội với họ, liền nói, Mộ Dung Kiều, tôi hứa sẽ giúp cho nhà Mộ Dung các người trở thành gia tộc lớn thứ hai ở Sư Thành. Mộ Dung Kiều cười nói, được rồi, đây là do chính anh nói đấy nhé. Ngô Bình hiểu ngay rằng Mộ Dung Kiều đang cố ý nâng yêu cầu của mình lên quá cao để Ngô Bình phải tự mình nói ra. Anh nhìn chằm chằm cô ấy. Anh cười khổ, nói, gọi điện thoại cho nhà họ Lý ngay, nói đêm nay nhà Mộ Dung sẽ giao cô ra. Mộ Dung Kiều, được. Sau khi trò chuyện, Ngô Bình biết nhà Mộ Dung chủ yếu kinh doanh dịch vụ điện tử em, một số công ty nổi tiếng trên thế giới đều là khách hàng của nhà Mộ Dung. Năm ngoái, doanh thu của nhà Mộ Dung cao tới hơn 30 tỷ đô la Mỹ, nhưng lợi nhuận thu về rất thấp, chỉ 500 triệu đô la Mỹ. Trong những năm gần đây, nhà họ Lý liên tục thắt chặt các kênh tài chính của nhà Mộ Dung, khiến nhà Mộ Dung bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Nếu không, gia tộc Mộ Dung có thể đã trở thành doanh nghiệp điện tử lớn nhất thế giới. Sau khi trời tối, Mông Trạch và Thần Chiếu xuất hiện, họ muốn cùng Ngô Bình đến gặp nhà họ Lý và giải cứu em trai của Mộ Dung Kiều. Một khu cảng ở Sư Thành được bao quanh bởi hàng đống các container. Ngay khi xe của Ngô Bình dừng lại, đèn pha chói lọi bật sáng. Chiếc đèn pha khổng lồ đột ngột phát nổ, có người xung quanh chiếc đèn bị thương hét lên thảm thiết. Mộ Dung Kiều xuống xe, cô ấy nói, Lý Vạn Long, tôi đến rồi đây, thả em tôi đi. Một nhóm người bước ra từ một container khổng lồ bên cạnh, đi đầu là một người đàn ông khoảng 50 tuổi với mái tóc muối tiêu. Ông ta có vẻ mặt nghiêm nghị, ông ta nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Kiều và nói, Mộ Dung Kiều, chúng ta đã đấu đá nhiều năm như vậy, tôi sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Hôm nay, hoặc cô chết, hoặc em trai của cô chết. Ngô Bình, Lý Vạn Long, có tôi ở đây, ông đừng hòng động nhà Mộ Dung. Lý Vạn Long nhìn Ngô Bình, thấy anh đeo mặt nạ liền cau mày hỏi, cậu là ai? Mông Trạch tiến lên một bước, lạnh lùng nói, giáo chủ Hắc Thiên Giáo. Lý Vạn Long giật mình, ông ta nhìn về phía Ngô Bình, nói cậu là giáo chủ Hắc Thiên. Mông Trạch, Lý Vạn Long, thấy giáo chủ còn không mau quỳ xuống. Lý Vạn Long tức giận nói, tại sao tôi phải quỳ? Mông Trạch, bởi vì ông cũng là một tín đồ của Hắc Thiên Giáo. Lý Vạn Long khịt mũi nói, cái mà tôi tin tưởng chính là Hắc Thiên Giáo ở Bắc Mỹ, liên quan gì đến các người? Sắc mặt Mông Trạch trầm xuống, vô lễ với giáo chủ, giết. Bùm! Trong khoảnh khắc, một luồng sát ý bao phủ Lý Vạn Long, nhưng ông ta không chút nào sợ hãi mà nói, ông Mạc. Một bóng người đổ xuống trước mặt ông ta, người đó đè luồng sát ý của Mông Trạch xuống. Người này cũng là cao thủ địa tiên, hơn nữa là địa tiên cảnh giới thứ hai. Ông ta nhìn Mông Trạch và nói, hộ pháp Mông, đã lâu không gặp. Mông Trạch nói, Mạc Hầu Quân, giáo chủ đang ở ngay đây, còn không mau quỳ xuống. Mạc Hầu Quân nhìn khoảng 40 tuổi, cao gầy, để râu đen, ông ta mỉm cười, năm thủ lĩnh đã nói rồi, giáo chủ hiện tại không được năm thủ lĩnh công nhận, không được coi là giáo chủ. Mông Trạch tức giận, dám vô lễ với giáo chủ, đáng chết. Sắc mặt Mạc Hầu Quân trầm xuống, Mông Trạch, khó khăn lắm ông mới khôi phục tu vi, đừng có la hét trước mặt tôi. Hắc Thiên Giáo ở Bắc Mỹ của tôi không yếu hơn trụ sở của ông đâu. Mông Trạch đang định ra tay, Ngô Bình lạnh nhạt nói, không cần. Viêm Dương, đưa ông ta đi trước. Vừa dứt lời, một tấm da người bay ra, bay sát mặt đất và bay tới chỗ Mạc Hầu Quân ngay lập tức. Ông ta cả kinh, muốn né tránh nhưng tấm da quá nhanh, nó dính chặt vào ông ta. Trong thoáng chốc, cơ thể của Mạc Hầu Quân mất kiểm soát, ông ta cứng ngắc bước về phía Ngô Bình như một con rối. Cách anh vài mét, ông ta quỳ trên mặt đất, sau đó mạnh mẽ dập đầu. Cộp, cộp, cộp. Sau vài lần như vậy, da đầu Mạc Hầu Quân rách toạc, máu chảy ròng ròng. Đôi mắt ông ta đầy kinh hoàng, khuôn mặt tái mét. Được rồi, đừng dập nữa, Ngô Bình lạnh nhạt nói. Lần này, Viêm Dương không để cho ông tiếp tục dập xuống. Cái gì vậy? Mạc Hầu Quân run giọng hỏi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, nó tên là Viêm Dương, tả hộ pháp của Hắc Thiên Giáo. Mạc Hầu Quân nhắm mắt lại, khi mở ra lại nói, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ không nên vô lễ với giáo chủ. Ngô Bình, ông đã vô lễ giáo chủ, đáng lẽ ra phải giết ông. Nhưng Hắc Thiên Giáo luôn nhân từ, tôi sẽ tha mạng cho ông tạm thời. Tôi hỏi ông nói năm thủ lĩnh không công nhận bổn giáo chủ đây, lý do là gì? Mạc Hầu Quân nói, giáo chủ chưa được sự công nhân của Hắc Thiên Thần, thế nên các thủ lĩnh không phục. Mông Trạch cười lạnh, vậy thì ông hãy quay lại nói với bọn họ rằng, giáo chủ mới không chỉ được Hắc Thiên Thần công nhận, mà còn lấy được vật thật từ Hắc Thiên Thần thông qua hiến tế. Cái gì, Mạc Hầu Quân sửng sốt, thật sao? Mông Trạch, chuyện này mà tôi nói dối được sao? Mạc Hầu Quân nói, nhưng chưa từng có ai được Hắc Thiên Thần công nhận. Ngô Bình nói, thôi được, tôi sẽ cho ông gặp Hắc Thiên Thần. Anh đưa tay ra ấn lên đầu Mạc Hầu Quân, ngay lập tức mắt ông ta tối sầm lại, ông ta cảm thấy mình đã bước vào một không gian tối đen như mực, xung quanh không có âm thanh hay ánh sáng, trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, ông ta mơ hồ nhìn thấy một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt, chính là dáng vẻ của bức tượng Hắc Thiên Thần. Ông ta run rẩy, tiểu nhân kính chào Hắc Thiên Thần. Hắc Thiên Thần còn chưa nói chuyện, nhưng giọng nói của Ngô Bình đã vang lên, Mạc Hầu Quân. Hắc Thiên Thần ông nhìn thấy là giả sao? Anh vừa dứt lời, Mạc Hầu Quân liền trở lại chỗ cũ, cả người run lên, là thật. Không ai có thể giả mạo khí tức của Hắc Thiên Thần. Tiểu nhân, kính chào giáo chủ, chúc giáo chủ vạn thọ vô cương, vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Bình nói, đứng dậy nói chuyện đi. Vâng, Mạc Hầu Quân thận trọng đứng lên, nhưng vẫn cúi người. Ngô Bình, ông đừng can thiệp chuyện nhà họ Lý nữa. Mạc Hầu Quân vội nói, tiểu nhân không dám. Chương 698, chữa thương cho Lâm Nhu. Ngô Bình gật đầu, sau đó anh nhìn Lý Vạn Long đang sợ hãi và nói, Lý Vạn Long, ông có gì muốn nói không? Nhìn thấy ngay cả hậu thuẫn của mình cũng đầu hàng đối phương, Lý Vạn Long tuyệt vọng, ông ta thở dài một hơi, nói, lệnh của giáo chủ, nhà họ Lý chúng tôi sẽ tuân theo. Ngô Bình, ông là tín đồ của bên Bắc Mỹ, tôi sẽ không làm gì ông. Sau này ông không được chèn ép nhà Mộ Dung,
nếu không thì ông biết hậu quả rồi đấy. Lý Vạn Long thở phào nhẹ nhõm, vâng, nhà họ Lý không dám. Ngô Bình, thả người đi. Lý Vạn Long nhanh chóng vẫy tay, một cậu bé tầm 14-15 tuổi chạy ra từ bên cạnh và nhào vào vòng tay của Mộ Dung Kiều. Mộ Dung Kiều vỗ vỗ lưng cậu bé, nói, em trai, không sao nữa rồi, đừng sợ. Ngô Bình nói với Mạc Hầu Quân, quay lại và nói với thủ lĩnh Diêm, tôi rất mong có cơ hội được gặp mặt. Mạc Hầu Quân vội vàng nói, thuộc hạ nhất định sẽ chuyển lời. Sau đó, Ngô Bình gọi mọi người đi rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Nhìn thấy xe rời đi, Lý Vạn Long vội vàng nói, ông Mạc, chẳng lẽ cứ thế buông tha cho nhà Mộ Dung sao? Mạc Hầu Quân thở dài nói, nếu không chịu từ bỏ thì sao? Chẳng lẽ ông dám phản kháng? Lý Vạn Long, không phải nói Hắc Thiên Giáo địa phương không hề đáng sợ sao? Mạc Hầu Quân, đó là quá khứ rồi. Giáo chủ mới có thể giao tiếp với Hắc Thiên Thần bất cứ lúc nào. Nếu muốn, cậu ta có thể thả ma quỷ ra và giết tất cả chúng ta chỉ bằng một suy nghĩ. Đừng nói là tôi, ngay cả khi thủ lĩnh của chúng tôi đến, chúng tôi vẫn phải ngoan ngoãn quỳ xuống quỳ lại. Không được, tôi phải về báo cáo chuyện này ngay lập tức. Nói xong, Mạc Hầu Quân biến mất, để lại Lý Vạn Long bàng hoàng đứng đó. Xe chạy trên đường, người thiếu niên hỏi, chị ơi, tại sao Lý Vạn Long lại chịu để em đi? Mộ Dung Kiều cười nói, việc này em phải cảm ơn anh Lý. Thiếu niên nhìn Ngô Bình, anh Lý, anh đã cứu em sao? Ngô Bình thấy cậu bé đẹp trai, lễ độ, liền cười nói, đúng vậy. Em tên An Cát à? Cậu bé nói, vâng ạ, biệt danh của em là An Cát, tên của em là Mộ Dung Dã. Ngô Bình, nhà họ Lý không bắt nạt em chứ? Mộ Dung Dã lắc đầu, không, bọn họ chỉ nhốt em thôi. Anh Lý, anh thật là lợi hại, ngay cả Lý Vạn Long cũng phải sợ anh. Ông ta là người quyền lực nhất trong sư thành. Thần chiếu, ông ta chỉ là một người phàm, sao có thể sánh với chủ nhân của tôi? Mộ Dung Dã cười nói, anh Lý, anh là người tu hành sao? Cậu ấy sinh ra trong một gia đình giàu có thế nên sự hiểu biết về thế giới vượt xa những người bình thường. Ngô Bình, đúng vậy. Mắt Mộ Dung Dã sáng lên, anh Lý, anh thấy em có thể tu hành được không? Ngô Bình liếc cậu ấy một cái, nói, năng khiếu không tệ, có thể luyện. Mộ Dung Dã vui mừng khôn xiết nói, anh Lý, anh có thể nhận em làm đệ tử của anh không? Em nhất định sẽ khổ luyện. Ngô Bình cười nói, anh rất bận, không thể dạy em được. Nói xong, anh nhìn thần chiếu, nói, ông thần, không phải ông không có đồ đệ sao? Thần chiếu sửng sốt, chủ nhân, người muốn tôi nhận cậu ấy làm đồ đệ sao? Ngô Bình, cậu bé này rất có năng khiếu, nếu ông không nhận lời thì thật đáng tiếc. Thần chiếu do dự, nhưng chủ nhân, phương pháp hít thở của tôi khá đặc biệt, chỉ phù hợp với thể chất của tôi mà thôi, e rằng. Ngô Bình, không thành vấn đề, phương pháp hít thở của ông rất bình thường. Tôi sẽ truyền cho ông một phương pháp hít thở ưu việt hơn khi trở về, sư phụ và đệ tử cùng nhau luyện tập. Thần chiếu vui mừng khôn xiết, cảm ơn chủ nhân. Mông Trạch rất ngưỡng mộ, nói, giáo chủ, phương pháp hít thở của thuộc hạ cũng là cấp thấp. Ngô Bình, khi nào thì ông lấy được trụ sở Bắc Mỹ thì khi ấy tôi dạy cho ông phương pháp hít thở cấp cao. Mắt Mông Trạch sáng lên, thuộc hạ nhất định sẽ làm càng sớm càng tốt. Trở về nhà, Mộ Dung Dã đoàn tụ với gia đình, vợ chồng Mộ Dung Tường vô cùng cảm kích và cảm ơn họ liên tục. Mộ Dung Dã chính thức bái thần chiếu làm sư phụ của mình. Mông Trạch trở lại Á Mã trước, còn Ngô Bình truyền cho thần chiếu một phương pháp hít thở. Phương pháp hít thở trước đó của thần chiếu chỉ là một phương pháp cấp thấp, nó kém hơn của anh cả trăm vạn giảm. Đọc full tại Vietreader, VN. Sau khi có được phương pháp thở cấp cao, thần chiếu vô cùng ngạc nhiên, ông ấy đã luyện tập suốt đêm và nhận được thu hoạch rất lớn. Ngô Bình đang ở trong sân luyện tập quyền ý. Bây giờ cơ thể anh rất yếu, là thời điểm tốt để tập quyền ý. Quyền ý của anh đã đạt đến trình độ viên mãn. Khi nào thời cơ chín muồi anh có thể kết hợp ý chí võ đạo với thần niệm, luyện ra võ hồn. Có võ hồn, sức mạnh của anh sẽ còn mạnh hơn nữa. Sau đó, anh có thể tạo ra các tuyệt kỹ võ học và cả sát chiêu, thậm chí là võ đạo thần thông. Đương nhiên, thời điểm tốt nhất để ngưng tụ võ hồn là khi anh mở ra thần khiếu, linh khí của anh sẽ càng thêm mạnh mẽ, sắc bén. Một đêm tĩnh lặng trôi qua, đến trưa ngày hôm sau, có phản hồi từ nhà họ Lý. Mọi sự áp bức đối với nhà Mộ Dung đã được dỡ bỏ. Thậm chí để tỏ lòng ưu ái, nhà họ Lý đã trả lại một phần số tiền phạt mà quan chức thành phố Sư Thành đưa ra,
nó lên tới 1,7 tỷ tiền sư, trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Vào buổi chiều, Ngô Bình và Mộ Dung Kiều trở lại Á Mã, về biệt thự nhà họ Lý. Anh lấy tiên đỉnh thuần nhất ra và tiếp tục nghiên cứu. Lúc chạng vạng, Lâm Nhu đến thăm, Ngô Bình sửng sốt khi nhìn thấy cô ấy, chỉ thấy khuôn mặt cô ấy tái nhợt, máu từ dưới quần áo chảy ra. Anh hỏi, chị bị thương sao? Khi Lâm Nhu mở miệng, cô ấy phun ra một ngụm máu, lung lay trực đổ. Ngô Bình bế cô ấy đi nhanh vào sân. Anh để Lâm Nhu ngồi trên chiếc ghế dài và bắt đầu chữa lành vết thương cho cô ấy bằng chân khí. Vài phút sau, tình trạng của Lâm Nhu được cải thiện, cô ấy nói cảm ơn. Nếu không có cậu, tôi đã chết ở Á Mã rồi. Ngô Bình nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Ai hại chị? Là Quỷ Long Vương, tôi đi giết hắn, nhưng lại bị thương nặng. Ngô Bình sửng sốt, Quỷ Long Vương là một ác ma bất tử đến từ Xiêm La, ngay cả Hắc Thiên Giáo cũng không muốn khiêu khích hắn, vậy mà Lâm Nhu lại to gan, dám đi giết hắn. Chị có thù oán với Quỷ Long Vương sao? Anh hỏi. Lâm Nhu gật đầu, hắn đã cầm tù sư tỷ của tôi phải giải cứu chị ấy. Ngô Bình, Quỷ Long Vương là bá chủ một phương, tại sao lại giam cầm sư tỷ của chị? Lâm Nhu thở dài, tiền bối tính tình khá bốc đồng. Chị ấy đã giết đồ đệ của Quỷ Long Vương. Ngô Bình lắc đầu, thế thì không có gì lạ. Chuyện này rất nghiêm trọng, tốt nhất hãy để sư phụ của chị ra mặt. Lâm Nhu cúi đầu, sư phụ đang bế quan sinh tử, không thể tới. Ngô Bình không muốn nhúng tay vào chuyện này, cho nên cũng không mua dây buộc mình, chỉ nói tôi giúp chị chữa thương. Lâm Nhu bị thương nặng, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ với anh. Anh dùng một con dao găm cắt qua quần áo giữa bụng Lâm Nhu, để lộ ra một vùng có kích thước bằng miệng cái bát. Anh thấy có một chiếc đinh sắt cắm vào bụng cô ấy, máu chảy ra có màu đen. Vết thương nằm ở phía trên xương mu, có lông mọc thưa thớt, phía dưới nữa là bộ phận kín đáo nhất của phụ nữ. Lâm Nhu mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, chữa vết thương đi, đừng nghĩ đến chuyện khác. Ngô Bình trợn tròn mắt, tôi là loại người như vậy sao? Vừa nói, anh vừa chỉ một ngón tay, chiếc đinh bay ra. Sau đó, anh bóp chặt để ép hết máu độc, có một chất độc trên cái đinh làm cho vết thương bị thối rữa. Anh bôi một ít thuốc bột, sau đó với khả năng độc đáo của mình, anh đã giúp cô ấy chữa lành vết thương. Sau 10 phút, vết thương đã ngừng chảy máu, anh cất đồ nghề đi và nói, không sao nữa rồi, cứ dưỡng thương đi. Lát nữa sẽ có người mang quần áo vào. Ngô Bình đang định rời đi, nhưng Lâm Nhu đã nắm lấy cánh tay của anh, nói, đừng đi. Ngô Bình chớp mắt, tại sao? Lâm Nhu nói, cho cậu xem một thứ. Cô ấy lấy ra từ trong túi xách một chiếc đầu lâu pha lê mờ, to bằng nắm tay, phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Chương 699, Hắc Thiên đáng sợ. Nhìn thấy chiếc đầu lâu, Ngô Bình nheo mắt lại, anh phát hiện bên trong chiếc đầu lâu pha lê có một sức mạnh rất kỳ lạ và mạnh mẽ. Anh hỏi, chị lấy đâu ra vậy? Lâm Nhu, tôi lấy nó từ chỗ Quỷ Long Vương. Hắn đã trúng con ký sinh trùng của tôi, bây giờ chắc cũng không dễ chịu gì. Ngô Bình, chị hạ ký sinh trùng vào người Quỷ Long Vương. Lâm Nhu, đúng vậy. Cho dù có thể sống, hắn cũng sẽ luôn sống trong đau đớn. Ngô Bình, chị cho tôi xem cái này để làm gì? Lâm Nhu cười nói, để cảm ơn cậu đã cứu mạng, tôi sẽ cho cậu thứ này. Ngô Bình bình tĩnh nói, chỉ là một viên pha lê vỡ nát, chị không có thứ khác à? Lâm Nhu trợn mắt, đừng có mà đòi hỏi. Ngô Bình cầm lấy đầu lâu pha lê, nói cảm ơn. Lâm Nhu ở trong khu biệt thự để hồi phục sức khỏe, Ngô Bình trở về phòng và tiếp tục nghiên cứu tiên đỉnh thuần nhất. Vào ban đêm, anh trở lại trụ sở chính của Hắc Thiên Giáo và giao tiếp với Hắc Thiên Thần thông qua mặt nạ Hắc Thiên. Có gì trong đây, tôi cảm thấy như nó có khí tức giống của ông, anh nói. Giọng Hắc Thiên Thần truyền đến, thật thú vị, có một lời nguyền bị phong ấn bên trong. Ngô Bình, lời nguyền. Hắc Thiên Thần, đúng vậy, một lời nguyền cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không muốn bị dính phải nó. Ngô Bình sửng sốt và suýt chút nữa đã ném chiếc đầu lâu pha lê đi. Hắc Thiên Thần, cậu không cần phải sợ, cứ giữ lại thứ này, có thể một ngày nào đó sẽ dùng được. Ngô Bình, làm thế nào để sử dụng lời nguyền này? Hắc Thiên Thần, rất đơn giản, hãy phá vỡ nó, lời nguyền sẽ được giải phóng, sau đó gắn vào sinh vật gần nhất và mạnh mẽ nhất. Ngô Bình gật đầu và cẩn thận cất đầu lâu đi. Hắc Thiên Thần, có thể tiếp tục hiến tế những linh hồn đó, ta rất thích. Ngô Bình, hiến tế quá phiền phức, lần nào cũng phải triệu tập các thành viên trong giáo.
Hắc Thiên Thần, khi dâng lễ vật không cần tế đàn, chỉ cần đưa vào không gian Hắc Thiên là được. Ngô Bình sửng sốt, không gian Hắc Thiên của ông còn có thể đặt những thứ khác sao? Hắc Thiên Thần, đương nhiên, đây là không gian độc nhất vô nhị của ta, cậu có thể dùng làm không gian lưu trữ của mình. Ngô Bình híp mắt, tôi mà để đồ vào, ông không trộm đi đấy chứ? Hắc Thiên Thần tức giận, ta là thần, làm sao ta có thể ăn trộm được? Ngô Bình cười hì hì, ông Hắc, đừng tức giận, tôi nói đùa thôi mà. Hắc Thiên Thần liền bùng nổ, ông Hắc, đừng đặt tên linh tinh cho ta là thần của Hắc Thiên, một vị thần cao cấp. Ngô Bình, ông nói đủ chưa? Còn muốn thần hồn không đấy? Hắc Thiên Thần quả nhiên không giận nữa, cậu hãy tôn trọng ta, nếu không ta thà từ bỏ tín đồ còn hơn bị cậu sỉ nhục. Ngô Bình sợ Hắc Thiên Thần sẽ bị mình làm tức giận tới nỗi bỏ đi, vội nói, được, sau này tôi sẽ gọi ông là Hắc Thiên Thần. Ngay sau đó, tâm thần anh chuyển động, quả nhiên tấm da người bị đưa vào không gian Hắc Thiên. Lúc này tấm da người vặn vẹo, nó run lên, thượng tiên, đây là nơi nào? Ngô Bình, Viêm Dương, đừng sợ, người thả một con quỷ ra là được. Viêm Dương há mồm phun ra, một luồng khí đen xông ra. Tuy nhiên, nó vừa lao ra được hơn chục mét đã bị một bàn tay lớn bắt được. Giây tiếp theo, bàn tay to thu vào bóng tối rồi biến mất. Khoảnh khắc bàn tay to lớn xuất hiện, Ngô Bình cảm thấy ngột ngạt và gần như bật thốt lên. Thật mạnh mẽ, anh thầm nói. Viêm Dương càng thêm kinh hãi, nó ngồi trên mặt đất bất động, hoàn toàn cứng đờ. Ngô Bình vội vàng nói, Viêm Dương, đừng sợ. Nói xong, anh liền dùng suy nghĩ đưa Viêm Dương trở lại mặt đất. Viêm Dương vẫn mềm nhũn nằm trên mặt đất như một đống da, nói, thượng tiên, tôi sợ quá, lần sau không đến nơi đó được không? Ngô Bình thầm nghĩ một chút, nói, Viêm Dương, người nghĩ thực lực của chủ nhân bàn tay to kia như thế nào? Viêm Dương suy nghĩ một chút rồi nói, tôi đã từng gặp một vị thiên tôn đi ngang qua bộ tộc của tôi. Khí tức của người đó khiến tôi ngột ngạt, tôi cảm thấy cả hai người đều có thực lực ngang nhau. Cường giả cấp thiên tôn, Ngô Bình nheo mắt. Trong các thiên tiên, đấng quyền năng là thiên vương, đấng ở trên là thiên quân, đấng ở trên cả thiên quân chính là thiên tôn. Thiên tôn là nguồn gốc của tất cả tiên nhân, là sự tồn tại tối cao của tam giới. Nói như thế thì thực lực của Hắc Thiên Thần rất mạnh. Nhưng một vị thần mạnh như vậy mà lại kiêng kỵ tiên vực vĩnh hằng rốt cuộc là cái gì vậy? Nhưng mà anh cũng không tiện hỏi Viêm Dương, liền lắc lắc nó, nói, sau này ta sẽ cho ngươi thả dần linh hồn ra, để cho ngươi được thoải mái. Viêm Dương nói, cảm ơn Thượng Tiên, bây giờ sức mạnh của tôi đã đạt đến sự cân bằng với sức mạnh của tà ma, chúng không thể ăn mòn ý chí của tôi nữa. Ngô Bình hỏi, với thực lực hiện tại, thực lực mà ngươi có thể phát huy là ở cảnh giới nào? Viêm Dương, trên địa tiên tầng thứ 7. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, được đấy. Đối với Viêm Dương mà nói, anh cũng không an tâm lắm, chỉ cần để cho nó khôi phục thực lực của địa tiên tầng thứ 7 là đủ, sau này sẽ dễ tu luyện hơn. Lúc này có một thứ gì đó xuất hiện trong không gian Hắc Thiên, đây là vật phẩm mà anh có thể chọn sau khi hiến tế. Anh nhìn lướt xung quanh và tìm thấy một chiếc ô có khắc những tiên văn trên đó. Anh hỏi, đây là cái gì? Hắc Thiên Thần, đây là chiếc ô di lạc, mở chiếc ô này ra là có thể nhảy ra khỏi tam giới. Không ở trong ngũ hành, bất cứ tà vật, yêu ma, yêu quái đều không thể lại gần. Ngô Bình hỏi, cái ô này có thể chống lại tu sĩ cảnh giới gì? Hắc Thiên Thần, chiếc ô này có sức mạnh di lạc. Uy lực của nó khá mạnh, có thể chống lại thiên tiên cấp thấp hơn. Ngay cả một thiên tiên mạnh hơn cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó trong một lúc nhất thời. Ngô Bình, dùng cái ô này có yêu cầu gì đối với tu vi không? Không có yêu cầu, Hắc Thiên Thần nói. Nhưng dùng nó sẽ tiêu hao tiên khí trong cơ thể cậu, cho nên có thể chống đỡ được bao lâu tùy thuộc vào thực lực của bản thân cậu. Mắt Ngô Bình sáng lên, được, tôi muốn nó. Ngay sau đó, chiếc ô di lạc xuất hiện trên tay anh, chiếc ô rất nặng, anh mở nó ra. Đột nhiên, một ánh sáng màu bạc bao trùm lấy anh. Đồng thời, anh cảm nhận được nguồn tiên khí trong cơ thể đang được chiếc ô hút vào điên cuồng. Chỉ trong nửa phút, anh đã gần bị hút sạch tiên khí nên nhanh chóng cất ô đi. Anh cười khổ, đây đâu phải chỉ tiêu hao có một chút chứ, cùng lắm tôi chỉ kiên trì được một phút thôi. Nhưng phải nói rằng chiếc ô di lạc này là một bảo bối tốt, anh rất thích nó. Lúc này có người tới báo, giáo chủ, đường chủ Phạm xin gặp. Ngô Bình nói, cho mời. Không lâu sau, Phạm Ân Cách đã đến nơi, ông ta rất vui mừng và bước tới hành lễ, giáo chủ.
Ngô Bình ừm một tiếng, có chuyện gì vậy? Phạm Ân Cách, thuộc hạ mang tin mừng đến cho giáo chủ. Ngô Bình bật cười, ồ, tin tức tốt gì, nói nghe đi. Phạm Ân Cách, sau khi được giáo chủ cải tiến, những thuốc của chúng ta như trường sinh tán đã có hiệu quả tăng lên rất nhiều. Các đệ tử của Tứ Hương và Ngũ Tinh rất biết ơn, liên tục quyên góp tiền. Riêng ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được tổng giá trị hơn 1 tỷ đô la Mỹ tiền quyên góp. Ngô Bình gật đầu, đây là chuyện bình thường. Phạm Ân Cách, thưa giáo chủ, có một tin khác. 5 vị thủ lĩnh biết rằng giáo chủ mới được bổ nhiệm, các thủ lĩnh của Đông Âu và Nam Mỹ sẽ đến thăm. Ngô Bình, ồ, 2 vị thủ lĩnh cùng nhau tới. Phạm Ân Cách, vâng, thưa giáo chủ, chúng tôi đều cảm thấy họ không có ý tốt, xin giáo chủ hãy chuẩn bị kỹ. Chương 700, 4 nô tỳ xinh đẹp. Ngô Bình hừ lạnh, không sao, tôi không sợ bọn họ tới, chỉ sợ bọn họ không tới. Chỉ cần bọn họ tới, tôi sẽ có cách xử lý bọn họ. Sau khi Phạm Ân Cách báo cáo xong, ông ta rời đi. Khi Ngô Bình trở về cung điện, anh đã thấy trên lối vào của cung điện có một tấm biển với dòng chữ cư thánh điện. Anh mỉm cười, biết đây chắc là nét bút của đám người Trương Tứ Linh nên không nói gì. Bước vào đại sảnh, 4 người hầu gái liền cúi đầu, họ là 4 nữ đệ tử của Đỗ Tinh, người xuất sắc nhất sẽ được chọn làm hầu cận của Ngô Bình. 4 cô gái này có dung mạo vô cùng xinh đẹp, thân hình xuất chúng, đều là người tài giỏi, xuất thân cũng không tầm thường, đều là con gái nhà giàu có. Tham kiến giáo chủ. Ngô Bình gật đầu nói cho ta biết tên của các ngươi. Một cô gái có nước da rất trắng, thuộc tộc Europa, có đôi mắt xanh và ánh mắt dịu dàng như nước cúi đầu chào Ngô Bình, nô tỳ Hoa Mộc Lan xin tham kiến giáo chủ. Ngô Bình cười nói, cô tên là Mộc Lan, cô có biết Mộc Lan là một nhân vật cổ xưa không? Người phụ nữ nói, nô tỳ biết, cái tên Hoa Mộc Lan là do đường chủ Lâm đặt cho nô tỳ. Ngô Bình giờ mới nhớ tới. Người tới đây không được dùng tên thật nên không nói gì, chỉ gật đầu. Cô gái thứ 2 bước tới, cô ấy có nước da màu lúa mạch, nhỏ nhắn và xinh đẹp. Đó là một cô gái xinh đẹp đến từ Lữ Tống, mới 17 tuổi. Cô ấy có vóc dáng cân đối, nét mặt thanh tú, hàng lông mày không chỉ quyến rũ mà còn có chút nghịch ngợm. Cô ấy quỳ trên mặt đất, hôn lên giày của Ngô Bình, cung kính nói, nô tỳ khinh vũ tham kiến giáo chủ. Ngô Bình thấy 4 cô gái đều mặc áo choàng đen. Thật là lãng phí thân thể xinh đẹp, liền nói, sau này hãy mặc bộ quần áo yêu thích, không cần câu nệ. 4 cô gái đồng thanh, vâng. Lúc này, mỹ nhân thứ 3 đến gần, có thể thấy cô ấy là người của Viêm Long, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, mang vẻ đẹp cổ điển phương Đông. Vừa mở miệng, giọng nói trong vắt như nước ấy khiến người Ngô Bình mềm nhũn. Nô tỳ Hồng Nhan tham kiến giáo chủ vạn phúc. Ngô Bình gật đầu và nói, Hồng Nhan. Nghe giọng của ngươi thì có vẻ ngươi là người khách gia đúng không? Hồng Nhan gật đầu, giáo chủ thật tinh mắt, Hồng Nhan đã sống ở Vân Đông cho đến năm 10 tuổi. Ngô Bình nói, vậy thì đúng rồi. Cô gái thứ 4 cũng là một người đẹp Viêm Long, làn da trắng nõn, là cô gái có bộ ngực lớn nhất nên cô ấy không thể đi nhanh, nếu không sẽ có sóng ngực cuồn cuộn. Cô gái này có sức quyến rũ tự nhiên, không thua kém chút nào so với Lý Mai có thể chất thiên mỹ. Trong lòng anh rung động. Anh chủ động hỏi cô ấy, ngươi tên gì? Cô gái quỳ xuống đất, tiểu nữ Ngọc Nô tham kiến giáo chủ. Ngô Bình, được rồi. Từ giờ, ngươi sẽ là hầu cận của ta. Lúc này Mộ Dung Kiều mới đi tới, vừa nhìn thấy 4 mỹ nhân lập tức kêu to, này. Anh thật quá đáng, sao xung quanh lại có nhiều mỹ nữ như vậy? Ngô Bình, tôi là giáo chủ của Hắc Thiên Giáo, không phải rất bình thường khi có một vài cô hầu gái xinh đẹp ở bên cạnh tôi sao? Mộ Dung Kiều hừ lạnh, dù thế nào thì anh cũng vẫn quá đáng. Ngô Bình mặc kệ cô ấy, nói với 4 cô gái, cô ấy là Mộ Dung Kiều, cô ấy sẽ ở cùng ta khoảng thời gian này. 4 cô gái đồng thanh nói, vâng. Sau đó anh xua tay, các ngươi lui ra trước đi. 4 cô gái lui ra, Mộ Dung Kiều cười nói, sao hả, có tôi ở đây nên anh ngại không dám ngủ với họ sao? Ngô Bình cười lạnh, tôi muốn ngủ còn cần phải giữ kẽ à? Họ vốn là người phụ trách việc làm ấm giường cho tôi. Mộ Dung Kiều hừ lạnh, đàn ông các người đều không phải người tốt. Ngô Bình lười quan tâm cô ấy, nói tôi muốn ra ngoài đi dạo, cô cứ ngoan ngoãn ở đây, đừng chạy lung tung. Mộ Dung Kiều nói, tôi cũng đi. Cô ấy cho rằng Ngô Bình chắc chắn là đi tìm những mỹ nữ đó, theo nguyên tắc không ăn được phải đạp đổ, cô ấy nhất định không rời anh nửa bước. Ngô Bình nhún vai, được rồi, cô cứ đi theo nếu muốn.
lát nữa đừng khóc đấy. Anh cầm chiếc ô di lặc và đi đến một cung điện. Những cung điện này phần lớn không thể ở được, theo ý kiến của anh thì đó thực sự là một sự lãng phí. Thật tiếc khi một căn nhà đẹp như thế mà lại không có người ở. Theo Mông Trạch, trong mỗi cung điện xảy ra chuyện lạ này đều có một giáo chủ đã tự hiến tế trong đó. Ngô Bình cảm thấy rằng ắt hẳn có một lý do nào đó. Anh đi bộ đến cung điện gần với thánh điện nhất là Phù Sinh Điện, phong cách của cung điện mang đậm dấu ấn của chủ nhân. Bước vào đại sảnh, Ngô Bình nhìn thấy tất cả đồ đạc trong đại sảnh đều làm bằng gỗ, đều là gỗ Trinh Nam và gỗ xưa cao cấp, hương gỗ lan xa. Cũng may ban ngày những cung điện này bình thường, sẽ không có chuyện lạ. Vì vậy, ban ngày sẽ có người quét dọn, cung điện cũng sẽ sạch sẽ, gọn gàng. Xung quanh điện treo rất nhiều bức tranh vẽ và chữ quý. Trên giá gỗ cũng đầy những đồ chơi các thời. Những cổ vật này đều có chuyên gia kiểm tra định kỳ, thế nên được bảo tồn rất tốt. Ngô Bình bước vào đại sảnh, hai mắt anh sáng lên, nói thật đáng tiếc khi không có người sống ở một nơi tốt như vậy. Đúng lúc này, trên mặt đất cách đó không xa xuất hiện một tia khói đen ngưng tụ thành hình người bay về phía Ngô Bình. Mộ Dung Kiều sợ hãi hét lên và trốn sau lưng Ngô Bình. Ngô Bình vô cảm, đeo mặt nạ hắc thiên lên. Xuyên qua lớp mặt nạ, anh thấy khói đen thực chất là một linh hồn vặn vẹo và vô cùng đau đớn. Sự đau đớn của linh hồn khiến một con đường hình thành xung quanh nó, và bên trong con đường đó, những thần lực hắc thiên chảy vào từng chút một. Anh giật mình, nói với hắc thiên thần, những giáo chủ này trước kia đều bị ông hại khổ thật. Hắc thiên thần lạnh nhạt nói, bọn họ tự nguyện hiến tế, ta không ép buộc. Ngô Bình, ông làm cho bọn họ cực kỳ đau đớn, sau đó dùng oán khí mở ra con đường, để thần lực của ông tiến vào thế giới này, tôi nói đúng không? Hắc thiên thần, chính xác. Ngô Bình, dù sao họ cũng là chỗ dựa trung thành của ông. Thật là buồn khi họ có kết cục như vậy. Hắc thiên thần, ta sắp giải thoát cho bọn họ đây. Ngô Bình giật mình, ồ, là như thế nào? Hắc thiên thần, những linh hồn cậu hiến tế trước đây rất mạnh mẽ, và ta đang biến chúng thành trận hồn. Một khi hoàn thành trận hồn, nó có thể thay thế những người này và truyền sức mạnh của ta đến thế giới của cậu. Ngô Bình, thảo nào ông cần tôi hy sinh những linh hồn mạnh mẽ, hóa ra để làm cái này. Hắc thiên thần, đến lúc đó cậu sẽ giúp ta đặt 9 trận hồn vào 9 vị trí trên thế giới này. Khi 9 trận hồn hoàn thiện, chúng sẽ tạo thành một đại trận hắc thiên vĩ đại. Bằng cách này, hóa thân mạnh mẽ của ta sẽ giáng xuống thế giới mà cậu đang sống. Ngô Bình liền cảnh giác, ông tới đây làm gì? Đương nhiên ta sẽ không tới một nơi rách nát như vậy. Tuy nhiên, chừa một đường lui cũng không có hại gì, Hắc Thiên Thần nói. Ngô Bình gật đầu, nói với linh hồn vặn vẹo, ta sẽ sớm giải cứu ngươi, đừng gây rối nữa. Khi linh hồn nghe được lời nói của anh thì thật sự yên lặng, sau đó trở lại hình dáng một người đàn ông. Người đó cúi đầu trước Ngô Bình, sau đó tản ra khói đen, chìm xuống đất rồi biến mất. Ngô Bình liên tiếp tới 9 cung điện, trong mỗi cung điện đều có một linh hồn đau đớn. Tuy nhiên, sau khi biết rằng họ có thể được giải thoát, những linh hồn này đã yên tĩnh và ngừng gây rắc rối. 9 cung điện, những chủ nhân từng đời của chúng đã sưu tập được một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật quý giá thời bấy giờ, nó được cất giữ trong cung điện. Chương 701, vật giấu trong cung điện. Điều thú vị là những cung điện này trải qua giáo chủ nhiều triều đại khác nhau, bao gồm nhà giáo chủ nhà Đường, giáo chủ thời Ngũ Đại Thập Quốc, giáo chủ thời Bắc Tống, giáo chủ thời Nam Tống, giáo chủ thời Nguyên, giáo chủ thời Minh, giáo chủ thời Thanh, giáo chủ thời kỳ Bắc Dương. Giáo chủ của mỗi thời kỳ đều có bộ sưu tập rất đặc trưng, trong đó Ngô Bình đã phát hiện ra nhiều tác phẩm huyền thoại. Ví dụ vào thời nhà Đường có các bài thơ của Thi Tiên Lý Bạch và Thi Thánh Đỗ Phủ, bản thảo sách của Liễu Tông Nguyên, các tác phẩm đích thực của 4 nhà thư pháp lớn nhà Đường, các bức tranh của Ngô Đạo Tử và Diêm Lập Bản. Ngoài ra còn có men ngọc, sứ trắng và gốm thời Đường. Trong thời Ngũ Đại Thập Quốc, các bức họa của Họa viện Tây Thục và các tác phẩm của Nam Đường đều là tuyệt thế. Vào thời Bắc Tống, có những bức thư pháp của 4 bậc thầy Tô, Hoàng, Mễ và Thái, có những bức tranh của Lý Thành, Phạm Khoan và những người khác. Ngoài ra còn có lò Định, lò Quân và lò Nhữ, tất cả có đến hàng trăm đồ gốm tinh xảo. Vào thời Nam Tống có đồ sứ của lò Quan, lò Ca, các bức tranh và thư pháp của Lục Du. Các tác phẩm của các hoàng đế nhà Tống là Triệu Cát và Triệu Cấu, các bài thơ của Tân Khí Tật và các bức tranh của Triệu Xuân. Mỗi lần Ngô Bình đến cung điện, anh đều ngạc nhiên bởi các tác phẩm nghệ thuật bên trong. Anh ngưỡng mộ tác phẩm của các bậc thầy nghệ thuật mà quên mất thời gian,
Mộ Dung Kiều không ngăn được, nói, anh không cần nghỉ ngơi sao? Ngô Bình cười nói, thấy nhiều thứ tốt như vậy, tôi không ngủ được. Mộ Dung Kiều thở dài, tôi buồn ngủ chết mất. Ngô Bình, buồn ngủ thì ngủ bên cạnh đi. Mộ Dung Kiều, anh không được đi, nơi này quỷ quái này không có người, sợ chết khiếp được. Ngô Bình, tôi không đi, cô ngủ đi. Mộ Dung Kiều ngủ trong thư phòng, Ngô Bình thì ngồi lật xem thơ ca nhạc họa của người xưa, mãi đến trời sáng anh vẫn lật xem không ngừng. Mộ Dung Kiều ngủ dậy, dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói, những thứ này rất đẹp sao? Ngô Bình, tôi nói cô cũng không hiểu. Mộ Dung Kiều bĩu môi nói, tôi đói bụng. Ngô Bình gọi một tiếng, Mộc Lan và Ngọc Nô bước vào sảnh với hộp thức ăn và đặt thức ăn trong phòng ăn cho Ngô Bình và Mộ Dung Kiều dùng bữa. 12 món ăn kèm, 2 món canh, đồ ăn nhẹ và điểm tâm, mỗi món đều vô cùng tinh tế. Chỉ vì bữa sáng này, Đỗ Tinh đã mời những đầu bếp quyền lực nhất từ 7 nước, bắt đầu chuẩn bị vào lúc 3 giờ sáng. Mộ Dung Kiều cắn một miếng, đôi mắt đẹp mở to, ngon quá. Ngô Bình, anh thật là xa xỉ, sống như hoàng đế vậy. Đầu óc của Ngô Bình giờ chỉ toàn là những thứ trong cung điện, anh ăn một chút đồ ăn sau đó thu dọn đồ đạc. Anh bận rộn đến 2 giờ chiều mới thu dọn xong cung điện của Bắc Tống. Anh vươn vai và định ra ngoài hoạt động thì điện thoại reo. Nhậm San San gọi đến, giờ anh mới nhớ ra cô ấy có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ. Khi cuộc gọi được kết nối, Nhậm San San nói, cậu Ngô, liệu lúc còn sinh thời tôi có thể đợi được anh không đây? Ngô Bình, xin lỗi, tôi đang giải quyết một số việc. Thế này nhé, tôi sẽ bay đến Hải Thành vào buổi chiều. Nhậm San San, được rồi, tôi sẽ đón anh ở sân bay. Ngô Bình, bố cô không sao chứ? Nhậm San San thở dài, bây giờ ông ấy đã cùng đường, ông ấy đã chuyển tất cả tài sản sang tên tôi, nói rằng ông ấy sẽ tự tử bằng cách nhảy lầu, kết thúc tất cả. Ngô Bình, cô trông kỹ ông ấy, buổi chiều tôi sẽ tới. Cúp điện thoại, anh yêu cầu Mông Trạch chuẩn bị máy bay. Một giờ sau, anh đưa Thần Chiếu và Mộ Dung Kiều lên máy bay của Hắc Thiên Giáo và bay đến Hải Thành. Biết rằng giáo chủ sắp đến, một trong những trưởng lão là Lương Khoát Sinh đã đặc biệt đi đến Hải Thành để đón anh. Khi Ngô Bình xuống máy bay, anh nhìn thấy Lương Khoát Sinh, một ông già ngoài 50, mái tóc lưa thưa, nở nụ cười tươi rói. Lương Khoát Sinh bước nhanh về phía trước, cung kính nói, giáo chủ, xe đã chuẩn bị xong, người định đi đâu? Ngô Bình nói, không cần, sẽ có người đến đón. Ông Lương, ông đi làm việc của mình đi, có gì tôi sẽ gọi cho ông. Lương Khoát Sinh vội nói, rõ, thuộc hạ chờ ở Hải Thành, giáo chủ có chuyện muốn chỉ thì cứ gọi cho thuộc hạ. Khi đến sảnh đón, Ngô Bình nhìn thấy Nhậm San San. Lúc này Nhậm San San rất hốc hác, trông rất căng thẳng, mắt hơi đỏ hoe như vừa khóc. Ngô Bình bước nhanh tới, hỏi cô không sao chứ? Nhìn thấy Ngô Bình, Nhậm San San đột nhiên ôm lấy anh và lặng lẽ khóc. Ngô Bình ném hành lý cho Thần Chiếu, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy và nói, đừng lo lắng, tôi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Câu nói này giống như một liều thuốc an thần khiến Nhậm San San cảm thấy thanh thản, cô ấy nói, tôi bảo mẹ tôi trông bố tôi, hiện tại ông ấy đang sống trong khách sạn. Ngô Bình nói, chúng ta đi đón bố cô, hôm nay chúng ta sẽ ở khách sạn Hải Hoàng. Anh là người đường môn, anh đương nhiên có đủ tư cách để sử dụng tài sản của đường môn, đặc biệt là tòa Thanh Hoa Viện chỉ có anh và đường Băng Vân có thể ở. Nhậm San San gật đầu lia lịa, họ lên xe đi đến khách sạn nơi Nhậm Thiên Thắng đang ở. Đây là một khách sạn tạm bợ, lối vào ngay cả chỗ đậu xe cũng không có, ở giá 300 tệ một đêm. Ngô Bình không thể không thở dài, một người giàu có như Nhậm Thiên Thắng lại thực sự ở trong một khách sạn nhỏ như vậy, có vẻ như ông ấy thực sự tuyệt vọng. Ngô Bình đứng đợi ở cửa, vài phút sau, Nhậm San San bước ra với một cặp vợ chồng, đó là Nhậm Thiên Thắng và người vợ đầu của ông ấy. Hồi xưa ông ấy có tam thê tứ thiếp, nhưng hiện tại chỉ có mẹ của Nhậm San San là vẫn ở bên ông ấy. Nhậm Thiên Thắng tóc đã bạc, trông như một ông già, thắt lưng còng xuống. Khi nhìn thấy Ngô Bình, ông ấy nhanh chóng tiến lên vài bước, dùng hai tay nắm lấy tay Ngô Bình, cậu Ngô. Nhậm Thiên Thắng cũng là người có tầm nhìn, ông ấy đã nghe nói một số câu chuyện của Ngô Bình. Bây giờ ông ấy đã trở nên thảm hại, khi nhìn thấy Ngô Bình không nén được ý muốn nịnh nọt. Ngô Bình, ông Nhậm, tôi sẽ đổi chỗ ở cho ôm, chuyện của ông lát bàn sau. Nhậm Thiên Thắng gật đầu, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu Ngô. Họ lên xe MPV và trở về Thanh Hoa Viện của khách sạn Hải Hoàng. Môi trường ở đây rất tốt,
Nhậm San San đến đây khiến tâm trạng lo lắng của cô ấy cũng nhẹ nhõm hẳn. Nơi này rất lớn, Ngô Bình để bố con Nhậm Thiên Thắng tự chọn phòng. Sau đó họ ngồi trong phòng khách, uống trà và nói về những vấn đề mà nhà họ Nhậm gặp phải. Hóa ra khi Nhậm Thiên Thắng hôn mê, em trai của ông ấy đã nhân cơ hội nắm quyền điều hành tập đoàn. Sau khi hồi phục, ông ấy ngay lập tức quyết đoán đuổi người em thứ hai Nhậm Thiên Thái ra khỏi tập đoàn và xóa bỏ mọi chức vụ của ông ta. Nhưng dù sao thì đó cũng là em trai ruột của mình, Nhậm Thiên Thắng cũng không làm quá nên vẫn chia cho ông ta một khoản tiền. Nhưng điều tồi tệ là Nhậm Thiên Thái đã dùng hết số tiền này để tìm các cao thủ giang hồ, dùng phương pháp thôi miên và yêu cầu Nhậm Thiên Thắng ký tên chuyển tài sản. Kết quả là tất cả tài sản của gia tộc Nhậm đều rơi vào tay Nhậm Thiên Thái, và tất cả các khoản nợ của tập đoàn đều bị đặt dưới tên Nhậm Thiên Thắng. Nhậm Thiên Thắng hiện bị các chủ nợ truy đuổi hàng ngày, ông ấy đã nhiều lần cố tự tử. Ngô Bình nghe xong liền cười lạnh, chỉ là một chút thủ đoạn còn con mà thôi. Nếu ông ta có thể dùng cách này để bắt ông ký, tôi cũng có thể dùng cách này để bắt Nhậm Thiên Thái ký. Nhậm Thiên Thắng vui mừng khôn xiết, cậu Ngô, thật sự có thể sao? Ngô Bình gật đầu, đừng lo lắng, hôm nay tôi sẽ giúp ông giải quyết xong chuyện này. Nhậm Thiên Thắng đứng dậy, ông ấy định quỳ lạy Ngô Bình thì Ngô Bình đã nhanh chóng đỡ ông ấy dậy, ông Nhậm, xin đừng làm thế này. Nhậm Thiên Thắng nói, cậu Ngô, sau khi chuyện này xong xuôi, em, Nhậm Thiên Thắng này nhất định sẽ hậu tạ. Chương 702, hai cây sâm. Ngô Bình nói, tôi là bạn của San San, đừng khách sáo. Sau đó, anh hỏi hai cha con có biết nơi ở của Nhậm Thiên Thái hay không, nhưng Nhậm Thiên Thắng không biết. Ông ấy chỉ biết rằng người đàn ông đó tên là Đinh Hỏa. Sau khi nói một vài câu, Ngô Bình bảo gia đình họ đi nghỉ ngơi trước, anh đi đến một phòng khác và gọi cho Hoàng Thiên Bá. Hoàng Thiên Bá là con rối mà anh điều khiển và nhận anh làm chủ nhân. Ngô Bình, tôi có chuyện muốn hỏi ông có nghe nói đến một người tên Đinh Hỏa không? Hoàng Thiên Bá suy nghĩ một chút rồi nói, chủ nhân, tôi biết người này, hắn chính là đệ tử nhỏ nhất của Thiên Huyễn lão nhân, làm gì cũng không quan tâm quy tắc giang hồ. Nhưng mọi người đều nể mặt Thiên Huyễn lão nhân nên cũng không ý kiến gì. Ngô Bình nhíu mày, anh đã từng nghe nói đến Thiên Huyễn lão nhân, ông ta là nhân vật cùng thời với Diệp Thiên Tông, thành thạo huyễn thuật, được mệnh danh là đệ nhất huyễn thuật. Hoàng Thiên Bá, chủ nhân, Hoàng Tử Cường muốn nói chuyện với người. Ngô Bình gật đầu nói, đưa điện thoại cho anh ta. Hoàng Tử Cường hiện đang ở Hải Thành thay anh lo liệu công việc kinh doanh ở đây. Cậu chủ, cậu đã đến Hải Thành rồi à? Hoàng Tử Cường rất vui vẻ, cười hỏi. Ngô Bình, vừa mới đến. Tôi đang ở khách sạn Đường Hoàng của Đường Môn ở. Anh qua đây đi. Sau khi cúp máy, Hoàng Tử Cường đến ngay sau đó. Cậu chủ, anh ta cười, trên tay cầm một chiếc túi. Ngô Bình hỏi, anh cầm cái gì vậy? Hoàng Tử Cường, mấy ngày trước Lý Gia Nông đưa cho tôi đấy. Tôi không hiểu nên đưa cho cậu chủ. Nói xong, anh ta mở túi và lấy ra hai cây nhân sâm. Hai cây sâm này có rễ cực dài và nặng khoảng 12 lạng. Nhân sâm này được gọi là có 7 lạng là nhân sâm và 2 lạng là bảo vật. Có nghĩa là hai cây sâm này đều thuộc loại báu vật và rất hiếm. Nhưng hai cây nhân sâm này 12 lạng lại càng hiếm thấy, đã có dấu hiệu trở thành vua sâm. Tuy nhiên Ngô Bình lập tức phát hiện có điều không đúng, hai cây nhân sâm tuy chất lượng tốt, nhưng khi nhìn vào bên trong, anh kết luận là cây nhân sâm không sinh trưởng quá 3 năm. Sâm rừng thật sinh trưởng hàng chục năm là bình thường, thậm chí có sâm ngàn năm tuổi. 3 năm mà có thể lớn từng này khiến anh thực sự kinh ngạc. Anh bình tĩnh hỏi, nhân sâm tốt lắm, Lý Gia Nông lấy ở đâu? Hoàng Tử Cường cười nói, nghe nói một người đàn em của ông ta đã đào nó ở nhà và tặng cho ông ta. Ông ta cũng đã thưởng cho đàn em đó 500.000 tệ. Ngô Bình gật đầu, anh trở về tìm người đào nhân sâm đi. Tôi có chuyện muốn hỏi hắn. Hoàng Tử Cường gật đầu, được, khi nào tôi sẽ để cho hắn tới gặp cậu. Ngô Bình hỏi về tình hình ở Hải Thành, Hoàng Tử Cường nói rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Hoàng Thiên Bá phối hợp rất tốt, anh ta được ẩn phía sau nên không có vấn đề gì. Ngô Bình rất hài lòng với cách tiếp cận của anh ta, nói, về phía Thanh Môn không còn rắc rối nữa phải không? Hoàng Tử Cường, theo Hoàng Thiên Bá thì không có động tĩnh gì tại Thanh Môn. Nhưng có một chuyện khác. Ở Hải Thành có một người khác tên là Tiêu Thiên Kỳ. Người này là kẻ thù không đội trời chung của Hoàng Thiên Bá. Vừa rồi hai bên đã phái người đấu vài trận đấu, Hoàng Thiên Bá đã phải chịu một tổn thất lớn. Ngô Bình, ồ, chịu thiệt sao?
Hoàng Tử Cường, thượng sư đan ba bên cạnh Hoàng Thiên Bá đã bị đánh chết bởi một cao thủ bên Tiêu Thiên Kỳ. Giờ bên Hoàng Thiên Bá hiện đang không có ai dùng được. Ngô Bình nhíu mày, đan ba bị đánh chết. Hoàng Tử Cường, vâng, tôi muốn xin chỉ thị của cậu chủ về vấn đề này. Ngô Bình nói, khi nào có thời gian tôi sẽ gặp Tiêu Thiên Kỳ. Trước tiên anh điều tra Nhậm Thiên Thái để biết nơi ông ta ở. Ngoài ra, anh hãy điều tra Đinh Hỏa. Hoàng Tử Cường nói, được, ngay khi có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cậu chủ ngay lập tức. Sau khi báo cáo về công việc, Hoàng Tử Cường rời đi, anh ta còn phải đi nghe ngóng về Nhậm Thiên Thái và Đinh Hỏa. Ngay sau đó, Ngô Bình đến sân để luyện tập Ngũ Long Thánh Quyền. Bây giờ cơ sở tu luyện của anh đã phục hồi 50%, anh không gặp vấn đề gì khi đối phó với một nhân tiên thông thường. Anh bất giác luyện đến tận trưa, anh bảo người chuẩn bị bữa ăn và đi uống rượu với Nhậm Thiên Thắng. Sau vài hồi rượu, điện thoại di động của Nhậm San San vang lên, Ngô Bình liếc nhìn, đó là Kim Vĩnh Lợi. Nhậm San San liếc nhìn rồi bấm tắt máy. Ngô Bình, cô có liên lạc với Kim Vĩnh Lợi sao? Nhậm San San nói, anh ta biết rằng gia đình tôi đang gặp khó khăn và muốn bỏ đá xuống giếng. Nhậm Thiên Thắng khịt mũi, tên họ Kim này muốn San San kết hôn với anh ta thậm chí còn không nhìn vào gương đi. Anh ta có chỗ nào xứng đáng với con gái của tôi không? Ngô Bình hiểu rằng mọi thứ không đơn giản như vậy, quả nhiên sau một lúc, Kim Vĩnh Lợi lại gọi đến. Nhậm San San định cúp máy, nhưng Nhậm Thiên Thắng đã bắt máy, lạnh lùng nói, Kim Vĩnh Lợi, cậu từ bỏ đi. San San nhà tôi sẽ không thích cậu đâu. Kim Vĩnh Lợi sửng sốt, sau đó chế nhạo, bác Nhậm, tôi nghĩ bác có thể chưa biết San San mượn tôi 1 tỷ đúng không? Nhậm Thiên Thắng sửng sốt, San San vay cậu 1 tỷ. Kim Vĩnh Lợi, đúng vậy, cô ấy đã hứa sẽ trở thành bạn gái của tôi. Nhậm Thiên Thắng nhìn Nhậm San San, cô ấy cúi đầu xuống, hiển nhiên đó là sự thật. Nhậm Thiên Thắng nói, tiền nó vay cậu, tôi sẽ trả lại cho cậu ngay lập tức. Kim Vĩnh Lợi, trả lại tiền. Chúng tôi đã ký hợp đồng rồi. Nếu cô ấy vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường cho tôi 10 tỷ. Ngoài ra nhà họ Nhậm các người bây giờ không là gì cả. Nếu ông chọc giận tôi thì bố con các người không được yên đâu. Nhậm Thiên Thắng lạnh lùng nói, đe dọa tôi. Để tôi nói cho cậu biết, Nhậm Thiên Thắng này chưa bao giờ sợ ai cả. Kim Vĩnh Lợi, vậy thì cứ chờ xem nào, anh ta cúp máy ngay. Ngô Bình nhìn Nhậm San San, cô dám nhận tiền của một người như Kim Vĩnh Lợi sao? Nhậm San San thở dài, tôi hết cách rồi. Ngô Bình, nếu thiếu tiền cô có thể tìm tôi. Nhậm San San cúi đầu, chúng ta mới gặp nhau vài lần. Làm sao tôi có thể mặt dày vay tiền của anh? Hơn nữa, tôi đã vay Tử Di 2 tỷ rồi, nên không thể vay anh được. Cô ấy hiển nhiên coi Đường Tử Di và Ngô Bình như hai vợ chồng. Ngô Bình nói, hãy giải quyết vấn đề trước mắt đã. Buổi chiều, Hoàng Tử Cường lại tới, lần này là tới cùng một người. Đó là một người đàn ông chạc 30 tuổi, dáng người thấp bé, trông thô kệch. Hoàng Tử Cường, cậu chủ, chính là hắn. Người đàn ông cười nói, cậu Ngô, tôi tên là Vu Siêu Quần, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Ngô Bình nói, anh đã đưa cho Lý Gia Nông 2 củ sâm đúng không, tôi thấy chúng rất tốt. Anh đã đào được 2 củ sâm đó sao? Vu Siêu Quần cười nói, vâng thưa cậu chủ. Tôi đã đào nó ở quê tôi. Tôi thường có thể tìm thấy nhân sâm và nấm linh chi ở vùng núi phía sau quê tôi. Ngô Bình, thật sao? Như vậy thì trên núi sau quê anh còn có những cây sâm khác sao? Vu Siêu Quần, đúng vậy, nhưng có rất ít những cái giống như lần trước tôi đào được. Cậu Ngô, nếu cậu cần, tôi sẽ giúp cậu tìm. Ngô Bình, tôi rất hứng thú với những nơi có nhân sâm mọc. Nếu có thời gian, anh có thể đưa tôi về quê của anh không? Vu Siêu Quần cười nói, tất nhiên là được. Cậu Ngô, khi nào cậu rảnh tôi có thể đưa cậu đến đó. Vu Siêu Quần biết rất rõ ràng địa vị của Hoàng Tử Cường trong bang, cậu chủ của anh ta chắc chắn là nhân vật lớn, hắn chỉ muốn nịnh bợ, thế nên vội vàng đồng ý. Ngô Bình, được, khi nào cần tôi sẽ báo cho anh. Chương 703, Thiên Huyễn Lão Nhân. Sau đó, Ngô Bình nói với Hoàng Tử Cường, đưa 500.000 tiền thưởng. Hoàng Tử Cường gật đầu, vâng. Vu Siêu Quần mừng rỡ rồi liên tục nói cảm ơn. Vu Siêu Quần đi rồi, Hoàng Tử Cường mới nói, đã tìm được vị trí rồi thưa cậu chủ, Đinh Hỏa đang ở cùng với Nhậm Thiên Thái. Theo người của chúng ta quan sát thì Nhậm Thiên Thái chắc cũng đã bị Đinh Hỏa khống chế. Ngô Bình cười lạnh, loại người này không biết thế nào là điểm dừng. Sau đó,
anh đưa cho Hoàng tử Cường một viên đại luyện hình đan, để anh ta uống bổ trợ tu vi. 7 giờ tối, Ngô Bình đã đến nhà của Nhậm Thiên Thái, ở đây được canh phòng rất nghiêm ngặt, tiếc là không có tác dụng với Ngô Bình, anh vẫn dễ dàng lẻn vào phòng khách của ông ta được. Lúc này, Nhậm Thiên Thái đang đứng trong căn phòng khách rộng rãi, có một người thanh niên khoảng 25 tuổi ngồi trước mặt ông ta, người đó vừa uống rượu vừa hút xì gà. Ngồi cạnh hắn là những cô gái trẻ đẹp có thân hình bốc lửa. Ai? Thấy có người đi vào, Đinh Hỏa lập tức ngồi thẳng dậy rồi nghiêm giọng hỏi. Ngô Bình bước vào phòng khách rồi nói, thảnh thơi quá nhỉ. Người này chính là Đinh Hỏa, hắn nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi hỏi, cậu là ai? Ngô Bình, tôi họ Ngô, tên Bình. Đinh Hỏa cười lạnh, cậu là Ngô Bình, tôi nghe kể về cậu rồi. Ngô Bình không phí lời với hắn mà lập tức bắn chỉ phong ra, ngực Đinh Hỏa đau nhói rồi ngã gục xuống sàn bất động. Đinh Hỏa có tu cảnh giới thần, nhưng hoàn thuật của hắn quá mạnh nên Ngô Bình không có cơ hội thi triển thuật thôi miên, vì thế anh hạ gục hắn luôn. Đinh Hỏa nằm sấp mặt dưới đất rồi gào lên, mày có biết tao là ai không? Ngô Bình, biết chứ, sư phụ anh là Thiên Huyễn lão nhân, đúng chưa? Đinh Hỏa, nếu biết rồi thì mau thả tao ra. Ngô Bình, sao được, bảo sư phụ anh đến đây, nếu ông ta không đến, tôi sẽ giết anh. Đinh Hỏa cả kinh, biết gặp phải đối thủ mạnh rồi nên nói, cậu là người Nhậm Thiên Thắng nhờ vả đúng không? Ngô Bình, anh cũng thông minh đấy, đoán rất chính xác. Nói rồi, anh đi tới cạnh Nhậm Thiên Thái sau đó đập vài cái vào người ông ta rồi niệm thần chú, Nhậm Thiên Thái lập tức tỉnh lại ngay. Ông ta vừa tỉnh lại đã tái mặt rồi tức giận lườm Đinh Hỏa. Ngô Bình, Nhậm Thiên Thái, giờ ông muốn tôi thôi miên ông hay ngoan ngoãn ký kết với Nhậm Thiên Thắng? Nhậm Thiên Thái nhớ lại tình cảnh mấy ngày qua mà vừa tức vừa sợ, ông ta thở dài nói, khỏi cần thôi miên, tôi sẽ đến gặp anh tôi để xin lỗi. Ngô Bình, xem ra ông vẫn chưa đến mức hồ đồ, bảo người của ông mở cửa đi. Nhậm Thiên Thái vừa ra lệnh thì cửa đã được mở, ngay sau đó Nhậm Thiên Thắng và Nhậm San San đã đi vào phòng khách, Nhậm Thiên Thắng vừa nhìn thấy người em sinh đôi của mình là nổi giận ngay. Thiên Thái, chú làm thế có được không? Nhậm Thiên Thái cúi đầu nói, em xin lỗi, em sẽ hủy bản hợp đồng trước đó, sản nghiệp của gia tộc vẫn do anh quản lý. Nhậm Thiên Thắng hừ nói, chú nghĩ tôi vẫn tha cho chú à? Nhậm Thiên Thái thở dài, em cũng không xin anh tha lỗi. Nhậm Thiên Thái và Nhậm Thiên Thắng ký lại hợp đồng, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Nhậm đã quay về với chủ cũ. Ngô Bình không có hứng tham gia vào chuyện của gia tộc này, anh lôi Đinh Hỏa sang một bên, sau đó bắt hắn gọi cho Thiên Huyễn lão nhân. Một khi anh đã nhúng tay vào chuyện này thì phải làm tới cùng, nếu không gọi Thiên Huyễn lão nhân đến để hỏi cho rõ thì anh sẽ không dừng tay. Đinh Hỏa gọi điện xong thì nói với Ngô Bình, sư phụ tôi bảo mai sẽ tới. Ngô Bình gật đầu, được, tôi sẽ chờ ở đây. Tối đó, Ngô Bình ở lại nhà Nhậm Thiên Thái, còn Nhậm San San và Nhậm Thiên Thắng thì về trước, dẫu sao đây cũng là chuyện đấu đá trong giang hồ, họ có ở lại cũng không giúp được gì. Ngô Bình ngồi luyện xong ngoài sân đến 3 giờ sáng, anh chợt mở mắt rồi nói, đến rồi thì ra đi còn gì nữa. Một ông lão râu tóc bạc phơ bước từ sau cái cây ra rồi nói, cậu Ngô, nghe danh đã lâu. Ngô Bình nhìn người đó thì thấy lão ta mặc trang phục đời đường và đang mỉm cười với mình. Ngô Bình, ông là Thiên Huyễn lão nhân. Ông lão, đúng. Ngô Bình giơ tay rồi tung trưởng về một phía khác, anh đã thi triển hư không đại thủ ấn. Một người đàn ông trung tuổi cầm vũ khí định ám sát anh đã trúng ngay một chưởng vào ngực, sau đó ngã xuống và không ngừng hộc máu, người đó hỏi Ngô Bình cậu không sợ hoan thuật của tôi ư? Ngô Bình cười lạnh, nếu bàn về hoan thuật thì ông chỉ xứng làm con cháu của tôi thôi. Người đó mới là Thiên Huyễn lão nhân thật, ông ta thở dài nói, chết dưới tay cậu, tôi cũng cam lòng. Chưởng pháp đó của Ngô Bình đã cắt đứt sinh mệnh của ông ta. Ngô Bình hừ lạnh nói, lẽ ra chúng ta có thể đường hoàng nói chuyện với nhau, nhưng ông lại định ám sát tôi, ông nghĩ tôi dễ bị hạ vậy sao? Thiên Huyễn lão nhân nói, muốn giết thì làm đi. Ngô Bình, tốt xấu gì ông cũng ở cảnh giới tiên nhân rồi, vậy mà lại muốn chết thế à? Thiên Huyễn lão nhân cười lạnh nói, tôi được lựa chọn hay sao? Ngô Bình, tôi không bắt ông chết. Thiên Huyễn lão nhân ngạc nhiên, cậu nói vậy là sao? Ngô Bình, nếu ông nhận tôi làm chủ và hứa sau này sẽ một lòng trung thành với tôi thì tôi sẽ tha mạng cho ông. Thiên Huyễn lão nhân ngẩn ra, cậu tha cho tôi thật ư? Ngô Bình đi đến trước mặt Thiên Huyễn lão nhân rồi ấn xuống đỉnh đầu ông ta, một luồng sức mạnh chữa lành đã thấm vào cơ thể,
ngay sau đó Thiên Huyễn lão nhân đã hồi phục lại nhiều. Ông ta vừa ngạc nhiên vừa thán phục, thủ pháp quá lợi hại, cậu làm thế nào vậy? Ngô Bình, ông trả lời tôi trước đã, ông chọn sống hay chết? Thiên Huyễn lão nhân, đương nhiên là sống, tôi đồng ý nhận cậu làm chủ. Ngô Bình, tốt, ông là người dùng hoan thuật nên tôi sẽ gieo một ý niệm vào đầu ông. Nếu ông định phản bội tôi hoặc làm chuyện có lỗi với tôi, ý niệm đó sẽ nổ tung khiến ông tẩu hỏa nhập ma, sống không bằng chết. Đương nhiên Thiên Huyễn lão nhân biết Ngô Bình sẽ không dễ mà tha cho mình nên đành nói, được, tôi đồng ý. Nói rồi, Ngô Bình làm ngay, từ giờ nếu Thiên Huyễn lão nhân dám phản bội hoặc hại anh thì đầu ông ta sẽ nổ tung. Cách này không có tác dụng quá nhiều với các tu sĩ bình thường, nhưng với người dùng hoan thuật như Thiên Huyễn lão nhân lại có hiệu quả cao. Một tiếng sau, Ngô Bình nói, xong rồi. Thiên Huyễn lão nhân quỳ lạy, Quan Thập Điền tham kiến chủ nhân. Ngô Bình, đứng dậy đi, sau này ông hão ở cạnh Hoàng Thiên Bá. Quan Thập Điền, chủ nhân không dẫn tôi theo ư? Ngô Bình, ở Hải Thành đang nhiều việc, mà Hoàng Thiên Bá chưa có trợ thủ đắc lực. Quan Thập Điền gật đầu, vâng, tôi rõ rồi. Sau đó, ông ta ngoảnh sang nhìn đệ tử của mình, chủ nhân, người định xử lý đệ tử của tôi thế nào? Chương 704, cứu người. Ngô Bình, đệ tử của ông thì ông tự xử, nhưng tôi phải nhắc ông một điều, tên này làm việc thiếu suy nghĩ, sớm muộn cũng bị người khác giết thôi. Quan Thập Điền thở dài nói, là do thuộc hạ dạy dỗ không nghiêm. Quan Thập Điền đi tới cạnh Đinh Hỏa rồi nói, Đinh Hỏa, sau này con hãy đi theo giúp việc cho chủ nhân. Đinh Hỏa vừa tức vừa ngạc nhiên, sư phụ, sao người lại như vậy? Người là Thiên Huyễn lão nhân cơ mà. Quan Thập Điền, chủ nhân mạnh hơn ta nhiều, được đi theo và phục Fujitsu người là phúc phận của ta. Đinh Hỏa, con hãy nghe lời sư phụ, kiểu gì cũng có tiền đồ tươi sáng. Còn không thì ta không giữ con nữa, con muốn đi đâu thì đi. Từ nay về sau, chúng ta chấm dứt quan hệ sư đồ. Ngô Bình vung tay một cái, Đinh Hỏa đã cử động trở lại, hắn đứng dậy rồi hết nhìn Ngô Bình lại quay sang Quan Thập Điền. Hắn thoáng do dự rồi thở dài một hơi. Sau đó quỳ xuống nói với Ngô Bình, tham kiến chủ nhân. Ngô Bình cười lạnh, nếu không nể mặt sư phụ anh thì tôi không thèm nhận loại ngu xuẩn như anh đâu. Đinh Hỏa cúi xuống không dám phản bác. Ngô Bình nói tiếp, thôi được rồi, sau này hãy làm tài xế cho tôi. Đinh Hỏa, vâng thưa chủ nhân. Thu phục hai thầy trò Quan Thập Điền xong, Ngô Bình dẫn họ đến gặp Hoàng Thiên Bá, để Quan Thập Điền ở lại hỗ trợ ông ta. Khi Quan Thập Điền nhìn thấy Hoàng Thiên Bá, ông ta chấn động nói, chủ nhân, Hoàng Thiên Bá trúng khối lỗi thuật ạ. Ngô Bình, tinh mắt đấy. Quan Thập Điền thán phục, chủ nhân, người còn biết cả khối lỗi thuật nữa, quả là phi phàm. Đinh Hỏa cũng ngạc nhiên, từ nhỏ hắn đã luyện hoan thuật nên biết thi triển khối lỗi thuật là rất khó, đến sư phụ hắn cũng chỉ biết qua loa thôi. Ngô Bình, khi nào rảnh, tôi sẽ truyền cho ông hoan thuật thật sự. Quan Thập Điền mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng. Ngô Bình đang định về khách sạn Đường Hoàng thì chợt nhận được một tin nhắn. Người gửi là Thôi Hưng Khải, nội dung là, Ngô Bình, cậu đang ở Hải Thành à? Ngô Bình nhắn lại, mình mới đến hôm qua, sao cậu biết? Thôi Hưng Khải, có tiện nghe điện thoại không? Ngô Bình, có. Ngay sau đó, điện thoại anh đã đổ chuông, là Thôi Hưng Khải gọi tới. Ngô Bình, sao đến Hải Thành rồi mà không gọi cho mình, anh ấy cười hỏi. Ngô Bình, mình đến có chút việc nên chưa báo cho cậu. Thôi Hưng Khải, muộn thế này mà cậu chưa ngủ à? Đi chơi không? Ngô Bình, sao cậu cũng thức khuya thế? Thôi Hưng Khải cười nói, tối nay, mình với mấy anh em đi uống rượu, có mấy cô em xinh lắm, cậu mau đến đi. Ngô Bình không có hứng, thôi để mai. Thôi Hưng Khải, được rồi, trưa mai mình gọi lại. Ngắt máy xong, Ngô Bình định về nghỉ ngơi. Nhưng anh vừa tới khách sạn thì Thôi Hưng Khải lại gọi tới. Ngô Bình, mình dây vào một người khó chơi rồi, họ đang đuổi mình, giọng nói của anh ấy dồn dập. Ngô Bình cau mày, cậu đã làm gì? Thôi Hưng Khải, ban nãy, bọn mình chơi ở quán bar, cô bạn gái của bạn mình bị người ta sàm sỡ nên bọn mình đã xô sát với mấy người. Mình uống say quá nên chót đâm một người bị thương rồi. Ngô Bình trầm giọng hỏi, có gây chết người không? Thôi Hưng Khải, mình cũng không biết. Đâm xong là bọn mình chạy luôn. Ngô Bình thở dài, cậu nghĩ cậu chạy thoát được không? Thôi Hưng Khải như sắp khóc đến nơi, Ngô Bình, mình phải làm sao đây? Đi tự thú ư? Ngô Bình, bình tĩnh đã, cậu quay lại quán bar đi,
mình đến ngay, chúng ta phải cứu người đã. Khi Ngô Bình đến quán bar thì thấy có hai chiếc xe cảnh sát và một xe cứu thương ngoài cửa quán. Khi anh vào quán thì thấy có một người thanh niên được khiêng lên xe cứu thương. Anh liếc nhìn là biết người này sắp không qua khỏi, Thôi Hưng Khải đã đâm vào động mạch chủ ở bụng của cậu ta, gây mất máu trầm trọng. Anh lập tức chen qua đám đông rồi nhảy lên xe cứu thương, một nhân viên y tế hỏi, anh là người nhà bệnh nhân à? Ngô Bình, tôi là bác sĩ, bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cần sơ cứu gấp. Nghe thấy thế, nhân viên y tế nói, e không kịp, huyết áp sắp ngưng rồi. Ngô Bình nói, để tôi thử. Anh giơ tay ấn vào vết thương của người thanh niên, một luồng áp lực cực lớn chặn vết thương lại, ngoài ra anh còn dùng nhãn lực để khôi phục vết thương, khiến máu ngưng chảy. Xong xuôi, anh ấn thêm vài cái vào người bệnh nhân, cậu ta chậm chậm mở mắt ra. Cùng lúc đó, huyết áp và nhịp tim đã bình thường trở lại. Nhân viên cấp cứu ngẩn ra vì thấy quá thần kỳ. Ngô Bình truyền sức mạnh vào để chữa lành vết thương, tiện thể khôi phục các cơ quan nội tạng. Chỉ trong chục phút mà bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, cậu ta nhìn vết thương ở bụng của mình rồi há hốc miệng nhìn Ngô Bình. Đúng lúc này, bên ngoài chợt có tiếng ồn ào, một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ xông vào. Tiểu Cương, Tiểu Cương. Thấy cậu thanh niên vẫn khỏe mạnh bình thường, người đàn ông thở phào một hơi. Bố, con không sao, cậu ta đáp rồi lại nhìn sang Ngô Bình. Nhân viên y tế vội nói, mọi người hãy cảm ơn vị bác sĩ này, chính anh ấy đã cứu mạng bệnh nhân. Người đàn ông bắt tay Ngô Bình rồi nói, cảm ơn chàng trai. Ngô Bình nói, không có gì, người đâm cậu ấy là bạn tôi. Người đàn ông sầm mặt nói, các cậu đâm con trai tôi ư. Ngô Bình cau mày vì thái độ của người đàn ông, là bạn của tôi, khi ấy tôi không có mặt ở hiện trường. Người đàn ông lùi lại rồi hô lên, bắt nó lại. Mấy người cảnh sát gần đó chạy tới rồi bắt Ngô Bình định còng tay anh. Ngô Bình hỏi, tôi phạm tội gì? Người đàn ông, cố ý gây thương tích cho người khác. Ngô Bình gật đầu, được, thích bắt thì bắt đi. Lúc này, Thôi Hưng Khải đã chạy tới, thấy Ngô Bình bị bắt, anh ấy vội nói, người đâm là tôi, bắt tôi đây này. Người đàn ông cười lạnh, bắt hết lại, rõ ràng ông ta là đội trưởng của nhóm cảnh sát này. Cứ thế, Ngô Bình, Thôi Hưng Khải cùng vài người nữa đã bị bắt đến đồn cảnh sát rồi bị tống vào phòng chờ thẩm vấn. Đã có hơn chục người ở đây. Thêm nhóm Ngô Bình nữa thì phòng chật cứng. Thôi Hưng Khải áy náy nói, xin lỗi cậu, không ngờ lại làm cậu bị liên lụy. Ngô Bình, không sao, người bị cậu đâm đã ổn hơn nhiều rồi, vài hôm nữa là khỏe bình thường. Nghe thấy thế, Thôi Hưng Khải thở phào một hơi, bố nó là cảnh sát, phen này mình thảm rồi. Ngô Bình bình thản như không, yên tâm, không sao đâu. Suy nghĩ của Ngô Bình rất đơn giản, nếu gặp án dân sự thì cứ xử lý như bình thường. Đền cho người bị hại một khoản tiền, sau đó xin lỗi là xong. Dẫu sao Thôi Hưng Khải cũng mắc lỗi lần đầu nên sẽ bị xử nhẹ thôi. Chương 705, Ngũ Cẩu. Trong phòng làm việc của đồn cảnh sát, người bị hại ngồi trên ghế, còn người đàn ông ra lệnh bắt Ngô Bình nhìn quan tâm nhìn cậu ta, Tiểu Cường, con không sao chứ? Cậu thanh niên tên là Tiểu Cường mất kiên nhẫn đáp, con đã bảo không sao rồi mà. Người đàn ông, hừ, dám đâm con trai của Lưu Phi báo. Bố sẽ không tha cho chúng nó đâu. Cậu thanh niên, người ngồi trên xe cứu thương đã cứu mạng con bị mất máu nhiều, lẽ ra đã ngỏm rồi. Lưu Phi báo, nó cứu con cũng là tự cứu mình thôi, không phải cảm kích gì cả. Cậu thanh niên cau mày, bố bị lẫn rồi à? Không hiểu con đang nói gì sao? Lưu Phi báo tươi cười hỏi, Tiểu Cương, ý con là sao? Hay bố cho người đập nó một trận nhé? Cậu thanh niên chán nản nói, ý của con là y thuật của anh ta rất cao siêu. Ban nãy, con đã hỏi nhân viên y tế rồi, họ nói khi ấy tình trạng của con rất nguy kịch, trừ khi được đưa vào phòng phẫu thuật ngay, không thì chết là cái chắc. Người đàn ông cũng là người có đầu óc nên ngẩn ra rồi nói, vậy là y thuật của thằng kia còn giỏi hơn bác sĩ à? Cậu thanh niên, bố hỏi dò về lai lịch của anh ta đi, nhớ ăn nói cho dễ nghe chút. Người đàn ông, ừ, bố đi ngay. Có một tốp người ngồi đối diện nhóm Ngô Bình, cầm đầu là một tên đầu chọc, gần 40 tuổi, mặt mày bặm trợn, miệng ngậm tăm, thi thoảng lại liếc đều nhóm Ngô Bình. Ngô Bình ngẩng đầu lên thì thấy gã gọi, thằng kia, ra đây. Ngô Bình, anh gọi tôi à? Tên đầu chọc, không mày thì ai? Ngô Bình bước tới, tên đầu chọc nói, mày đứng thế à? Ngồi xuống.
Ngô Bình ngồi đối diện gã rồi cười nói, ông anh ở đây mấy hôm rồi. Ngô Bình đã từng ngồi tù 2 năm nên anh đã gặp đủ loại người và biết phải bắt chuyện với họ thế nào. Tên đầu chọc thấy anh không hề sợ mình thì nói, chú em phạm tội gì? Ngô Bình cười hì hì nói, chẳng may đâm người ta, nhưng người đó chưa chết, vì cứu được rồi. Tên đầu chọc lập tức khách sáo hơn hẳn, dẫu sao dám đâm người cũng phải thuộc hạng ghê gớm, chú em cẩn thận, Lưu Phi báo quản lý nơi này, lão có biệt danh là Diêm Vương sống, ra tay độc ác lắm. Ngô Bình, không sao, ngày xưa tôi từng ở nhà tù Long Hồ, có hạng người nào chưa gặp đâu. Tên đầu chọc lập tức chố mắt ra nhìn, chú em từng ngồi tù ở Long Hồ à? Ngô Bình, 2 năm. Tên đầu chọc chớp mắt hỏi, thế biết anh Bill không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp, số Bill á. Gì mà anh Bill, cái tên cho vay nặng lãi chứ gì. Ngày xưa, lúc tôi mới vào tù, tôi đã đánh anh ta một trận. Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm nay anh ta cũng được thả đấy. Tên đầu chọc cười nói, hả, cậu từng đánh anh Bill à? Trùng hợp thế, tôi biết anh ta, hay để tôi gọi điện hỏi nhé. Những người ngồi tù hay thích khoác lác. Rõ ràng tên đầu chọc không tin lời Ngô Bình nên lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó. Điện thoại kết nối, gã lập tức cất giọng nịnh bợ, anh Bill, em gặp một chú em, cậu ta bảo từng ở nhà tù Long Hồ và quen anh. Trong điện thoại vang lên một giọng nói sắc bén, quen tôi à? Ai thế? Tên đầu chọc cố tình mở loa ngoài lên, Ngô Bình nói, số Bill, tôi Ngô Bình đây. Người trong điện thoại ngẩn ra rồi kích động nói, anh Bình, là anh à? Ngô Bình, anh ra tù rồi à? Số Bill cười nói, tôi mới ra tháng trước, anh Bình, tôi nhớ anh quá, anh ở đâu, tôi đến tìm. Ngô Bình, tôi đang gặp chút chuyện ở Hải Thành. Số Bill nói với tên đầu chọc, ngũ cẩu, Ngô Bình là người đỉnh nhất ở nhà tù Long Hồ đấy, mày hầu hạ anh ấy cho cẩn thận. Tên đầu chọc được gọi là ngũ cẩu lập tức run sợ nói, vâng, anh Bill yên tâm ạ. Ngô Bình không rảnh nói với số Bill nữa nên ném điện thoại đi. Ngũ cẩu đã có cái nhìn khác hoàn toàn về Ngô Bình, gã tươi cười nói, cậu Ngô, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, cậu bỏ qua cho. Ngô Bình, không sao, cùng một phòng thì đều là anh em cả. Anh tên Ngũ cẩu à? Cho tôi hỏi, cấp trên của mấy cảnh sát vừa tống tôi vào đây là ai? Ngũ cẩu đáp, họ đều là người của Lưu Phi báo, ông ta có biệt danh là Diêm Vương sống. Cậu Ngô, cậu là người có địa vị, mà sao lại đâm người ta thế? Ngô Bình chỉ vào Thôi Hưng Khải đang ngồi trong góc rồi nói, bạn tôi đâm đấy chứ, tôi đến xử lý giúp thôi. Ngũ cẩu, người bị đâm là ai? Ngô Bình, có quan hệ rất gần với Lưu Phi báo. Ngũ cẩu biến sắc mặt, Lưu Phi báo này ác lắm, cậu Ngô phải cẩn thận đấy. Nhưng anh Bill đã bảo tôi quan tâm đến cậu thì cứ giao chuyện này cho tôi. Ngô Bình cười nói, anh có cách à? Ngũ cẩu, Diêm Vương sống chỉ thích tiền thôi, tôi sẽ cho ông ta tiền là xong việc. Nói rồi, gã đi ra cửa rồi đập thật mạnh, ngay sau đó đã có người tới hỏi, ngũ cẩu, làm gì thế hả? Ngũ cẩu, tôi muốn gặp sếp Lưu. Người kia nói, chờ đấy. Một lát sau, cửa mở ra, Lưu Phi báo đi vào, đó chính là người đàn ông trung niên nhảy lên xe cứu thương. Lưu Phi báo liếc nhìn ngũ cẩu rồi hỏi, tìm tôi có việc gì? Ngũ cẩu cười hì hì bước tới rồi thì thầm gì đó với ông ta. Lưu Phi báo nhìn Ngô Bình rồi nói, không được. Nó đâm con trai tôi, chuyện này chưa xong đâu. Ngũ cẩu, sếp Lưu, nhưng người bị đâm khỏe lại rồi mà. Lưu Phi báo đẩy ga ra rồi đi tới cạnh Ngô Bình, hỏi cậu tên là gì? Ngô Bình, anh đáp. Làm nghề gì? Lưu Phi báo hỏi tiếp. Ngô Bình, bác sĩ. Lưu Phi báo gật đầu, thì ra là bác sĩ, bảo sao biết cứu người. Cậu và bạn cậu đã đâm con trai tôi, giờ cậu tính sao? Ông ta nói tiếp. Bụng con trai tôi có một vết sẹo, ít cậu cũng phải đền 500, à không 1 triệu. 1 triệu không là gì với Ngô Bình hết, anh hỏi Thôi Hưng Khải, cậu có đồng ý giá này không? Giờ Thôi Hưng Khải đang vô cùng hối hận nên vội nói có. Ngô Bình cười nói, sếp Lưu, bạn tôi đồng ý rồi, mong gia đình ông lượng thứ. Lưu Phi báo không ngờ phía Ngô Bình lại đồng ý nhanh thế, trong khi ông ta đã chuẩn bị tinh thần mặc cả rồi. Vì thế ông ta ngẩn ra một lúc rồi nói, được rồi. Không được. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên, một người phụ nữ mặc cảnh phục bước vào, dáng người cô ấy rất đẹp, nhưng gương mặt vừa vàng vừa đen, còn đầy các vết rỗ. Nhưng phải công nhận một điều là giọng nói của cô ấy rất dễ nghe. Lưu Phi báo nghe thấy giọng của cô ấy thì cứng người,
sau đó ngoái lại rồi tươi cười nói, giám sát Lam. Cô gái bước tới nói, tôi đã biết chuyện rồi, vừa ẩu đả vừa khiến người khác bị thương, ít cũng bị xử dưới 3 năm tù. Chương 706, thân phận tuyệt mật. Lưu Phi báo nghe thấy thế thì cuống lên ngay, ông ta chỉ mong lấy được 1 triệu nên vội nói, giám sát Lam, Tiểu Cương không sao rồi, chỉ sơ sát ngoài da thôi. Giám sát Lam lạnh giọng nói, tôi đã hỏi bác sĩ, nhát dao đó khiến nạn nhân chảy rất nhiều máu, suýt nữa đã mất mạng. Lưu Phi báo, giờ ông hãy giao vụ án này cho tôi. Ngô Bình cau mày, chuyện đã sắp xong rồi, sao lại xuất hiện thêm cô gái này? Anh nói, cô giám sát ơi. Tôi không nói chuyện với anh, cô gái nghiêm giọng. Ngô Bình đành ngậm miệng, sau đó thở dài một hơi rồi huých vào vai Thôi Hưng Khải, anh ấy đã sợ đến mức tái mét mặt. Yên tâm, không sao đâu, Ngô Bình an ủi. Cô gái cười lạnh, ai bảo là các anh sẽ không sao hả? Ngô Bình chẳng thèm để ý đến cô ấy, gặp phải ca khó đỡ này, thần tiên cũng phải bỏ tay, thôi đành đến đâu hay đến đấy vậy. Lưu Phi báo cười nói, giám sát Lam, mời vào phòng làm việc của tôi uống trà. Cô gái hừ một tiếng rồi rời đi. Ngô Cẩu nhanh chân chạy tới nói, cậu Ngô, phiền phức rồi. Ngô Bình, cô gái đó có chức vụ gì? Ngô Cẩu, cô ấy là Lam Nguyệt, bị trúng độc, có ra thế. Nghe nói vì bị trúng độc nên mặt mũi mới ghê như thế, cô ấy được cấp trên cử xuống giám sát khu này, cô ấy là cấp trên của Diêm Vương sống, mọi người toàn gọi là độc sư Thái. Ngô Bình, sao lại gọi cô ấy là độc sư Thái? Ngũ Cẩu cười nói, tôi nghe giang hồ đồn là cô ấy đã đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng toàn thất bại vì trông xấu quá, chắc sẽ sống cô độc suốt đời nên mới có biệt danh ấy. Ngô Bình, anh bảo cô ấy có lai lịch lớn, anh biết rõ không? Ngũ Cẩu là lưu manh tầng lớp thấp, đương nhiên không biết nhiều nên lắc đầu đáp, cái này thì tôi chịu. Thôi Hưng Khải căng thẳng rồi nghiến răng nói, Ngô Bình, nếu bị xử ngồi tù thì mình sẽ nói chuyện này không liên quan đến cậu, cậu sẽ không bị liên lụy đâu. Ngô Bình, cậu đừng lo, mình đã bảo sẽ không làm sao rồi mà. Ngô Bình mượn điện thoại của Ngũ Cẩu, sau đó gọi cho Hoàng Bá Thiên, chuyện nhỏ này chỉ cần ông ta ới cái là xong. Hoàng Bá Thiên là ông vua ngầm ở Hải Thành nên chỉ cần một cú điện thoại của ông ta là xong hết. Xong, 10 phút sau, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Hoàng Tử Cường. Anh ta có vẻ hối hả, cậu chủ, hỏng ăn rồi. Hoàng Bá Thiên đã gọi cho mấy nhân vật lớn ở Hải Thành mà họ toàn bảo không giúp được. Ngô Bình ngẩn ra, nhân vật lớn ở Hải Thành mà cũng không giúp được ư. Anh thấy rất lạ nên nhờ Hàn Bạch điều tra về cô gái tên Lam Nguyệt này, xem có lai lịch thế nào. Hàn Bạch tra ra thông tin ngay rồi gọi cho Ngô Bình. Ngô Bình, không biết cô gái kia có lai lịch ra sao mà lại được giữ kín thân phận, anh không tra được. Hơn nữa, mọi thông tin về cô ấy đều được bảo mật hết rồi. Ngô Bình ngẩn ra, bảo mật, đến bọn anh cũng không được biết à. Hàn Bạch cười trừ, muốn truy cập vào thông tin của cô ấy thì phải được lãnh đạo cấp cao nhất cho phép, mà với chức vụ hiện giờ anh không thể gặp người ấy được. Ngô Bình cau mày, cô gái này có thân phận gì vậy? Anh gọi cho Hoàng Bá Thiên, để ông ta đừng hỏi thăm về chuyện này nữa. Một lát sau, Lưu Phi báo đã đen mặt đi tới rồi nói với Ngô Bình, này, cậu xui rồi, giám sát Lam không chịu tha cho cậu nên tôi đành làm theo luật thôi. Ngô Bình, xếp Lưu. Ông có thể nói cho tôi biết lai lịch của cô giám sát ấy không? Lưu Phi báo lắc đầu, tôi cũng không rõ, chỉ biết là rất thần bí. 1 tháng trước, cô ấy vừa xử lý sếp lớn ở cục trị an của Hải Thành. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, sếp Lưu, ông giúp tôi một việc được không? Lưu Phi báo nhìn anh rồi hỏi, sao tôi phải giúp cậu? Ngô Bình, này, tôi đã cứu mạng con trai ông đấy. Lưu Phi báo trầm mặc rồi nói, cậu muốn tôi giúp việc gì? Ngô Bình, lát nữa, khi ông thẩm vấn tôi, hãy mời cả giám sát Lam tới. Lưu Phi báo gật đầu, cái này khỏi cần cậu nhờ, kiểu gì cô ấy cũng tới. Ngô Bình, ok. Anh quay về chỗ rồi ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, Lưu Phi báo đã quay lại, ông ta sẽ thẩm vấn Ngô Bình. Họ đi tới phòng thẩm vấn, Ngô Bình bị bắt ngồi trên ghế thẩm vấn, tay vẫn bị còng. Ngồi đối diện anh là Lam Nguyệt và Lưu Phi báo, cùng một người ghi chép. Lưu Phi báo mở đèn lên, ánh đèn rất chói mắt chiếu thẳng vào mặt Ngô Bình. Anh thấy rất khó chịu nên thúc giục niệm lực làm bóng đen vỡ toang. Lưu Phi báo gô y người thay bóng khác, lần này ánh đèn đã dịu hơn một chút, nhưng cũng được một lúc là tắt. Lưu Phi báo dựng tóc gáy rồi quát, ai mua bóng đèn thế hả? Thay tiếp đi. Xong,
mấy lần tiếp theo bóng vẫn gặp vấn đề, Lam Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn nói, thôi khỏi thay nữa, hỏi luôn đi. Lưu Phi báo xua tay ra hiệu không cần thay bóng nữa, ông ta hỏi Ngô Bình, họ tên. Ngô Bình. Giới tính. Nam. Ngô Bình trả lời thành thật các câu hỏi cơ bản, sau đó Lưu Phi báo hỏi tiếp, cậu hãy kể lại những việc đã làm sáng sớm qua. Ngô Bình không trả lời mà nói với Lưu Phi báo, cứ tới 12 giờ đêm là mặt cô lại ngứa ngáy, chỉ muốn cào rách mặt, nhưng càng cào càng ngứa. Vì thế, cô đành nhờ người khác trói mình lại, cố gắng chịu đựng khoảng nửa tiếng. Lưu Phi báo nổi giận nói, cậu nói gì thế hả? Trả lời câu hỏi của tôi cơ mà. Im ngay, Lam Nguyệt lườm Lưu Phi báo, để anh ta nói tiếp. Ngô Bình, chất độc này khiến mặt cô vừa đen vừa vàng, lở loét và sẹo rỗ. Cứ một thời gian, chất độc lại khiến toàn thân cô đau đớn, nhất là xương đùi và xương ngón tay, đau đến chết đi sống lại. Cô có thể chịu đựng những 5 năm và sống đến nay thì tôi cũng phục đấy. Lam Nguyệt nhìn Ngô Bình rồi hỏi, anh là bác sĩ à? Ngô Bình, đúng. Lam Nguyệt nói với Lưu Phi báo, mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta. Lưu Phi báo thấy rất lạ nhưng không dám hỏi gì, chỉ dẫn người ghi chép ra ngoài, chỉ còn Ngô Bình và Lam Nguyệt ở lại. Lam Nguyệt đứng dậy rồi mở còng tay cho Ngô Bình, sau đó nói, sao anh phát hiện ra bệnh tình của tôi? Ngô Bình, vì tôi rất giỏi chữa bệnh. Lam Nguyệt, anh có chữa được cho tôi không? Khi hỏi câu này, cô ấy rất căng thẳng. Thật ra, cô ấy đã sống khổ sở lâu nay, thăm khám đủ nơi rồi mà vẫn không ăn thua. Ngô Bình hỏi, có thuốc không? Lam Nguyệt lấy một bao thuốc cho nữ ra rồi đưa cho Ngô Bình một điếu, thậm chí còn châm thuốc cho anh. Ngô Bình hít vài hơi rồi nói, chất độc cô mắc phải tên là vô diêm. Lam Nguyệt, vô diêm. Ngô Bình, vào thời cổ đại, vô diêm là từ chỉ những cô gái xấu xí. Chất độc ấy khiến mặt cô biến dạng cho tới khi chết. Lam Nguyệt nắm chặt tay thành nắm đấm, xin hỏi, tôi có thể khỏi được không? Ngô Bình, tôi chữa khỏi được. Lam Nguyệt sáng mắt lên, anh không lừa tôi chứ? Ngô Bình, tôi lừa cô làm gì? Lam Nguyệt hít sâu một hơi rồi chắp tay với Ngô Bình, xin anh giúp cho. Ngô Bình, bác sĩ có trách nhiệm chữa bệnh cứu người, nhưng tôi không biết thân phận của cô có thể nói cho tôi biết không? Gạch chéo. Chương 707, thân phận của Lam Nguyệt. Lam Nguyệt thoáng do dự rồi nói, bố tôi là Kim Huyền Bạch. Ngô Bình ngẩn ra rồi ngạc nhiên nói, Lý Huyền Bạch một trong hai đại thần tướng của Viêm Long ư. Lam Nguyệt gật đầu, 5 năm trước, có người biết thân phận của tôi nên đã ra tay hạ độc, định dùng cách này để uy hiếp bố tôi bán mạng cho họ. Ngô Bình cau mày, họ là ai? To gan thật, dám đe dọa cả thần tướng. Cả thế giới chỉ có 7 đại thần tướng, tu vi của họ chưa chắc đã cao, nhưng tài nguyên mà họ nắm giữ thì đủ khiến tất cả các thế lực khác phải khiếp đảm. Nhiều khi ý chí của thần tướng còn đại diện cho cả một quốc gia. Lam Nguyệt, đó là một đại cao thủ tà đạo, người đời hay gọi là Hỗn Thiên Ma Quân, người này khai tông lập giáo ở Côn Luân, có hơn 100 đệ tử, 100.000 ma binh, cũng chỉ có người đó mới dám đối đầu với bố tôi. Ngô Bình, Hỗn Thiên Ma Quân có tu vi thế nào? Lam Nguyệt, chắc cảnh giới địa tiên tầng thứ 7 hoặc mạnh hơn, 4 đại ma vương dưới trướng ông ta đều là cường giả siêu cấp rồi. Ngô Bình, chất độc của cô thì tôi chữa được, nhưng tôi phải giữ bí mật, dẫu sao nếu để Hỗn Thiên Ma Quân biết là tôi cứu cô, e tôi cũng gặp phiền phức. Lam Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh chữa được cho tôi thật à? Ngô Bình, đương nhiên, tôi có học vị tiến sĩ rồi. Lam Nguyệt, quả nhiên anh không phải người bình thường. Ngô Bình, cô là con gái của thần tướng, sao lại làm việc ở đây? Lam Nguyệt, vì bố tôi sống ở đây nên tôi muốn ở gần bố, với lại tôi cũng thích làm cảnh sát. Ngô Bình, ra thế, chuyện hôm nay tôi mong cô giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó bạn tôi. Lam Nguyệt, anh yên tâm, chỉ cần Lưu Phi báo đồng ý hòa giải thì tôi sẽ cho qua. Ngô Bình, cảm ơn. Lam Nguyệt thở dài nói, tôi phải cảm ơn anh mới đúng, vì bệnh này mà bố tôi gần như đã mời hết các bác sĩ trên đời rồi. Ngô Bình, tôi cũng là một thành viên của thần võ ti đấy nên giúp cô cũng như giúp thần tướng thôi. Lam Nguyệt gật đầu. Sau đó gọi Lưu Phi báo vào rồi nói, tôi nghỉ phép một ngày, ông tự xử lý vụ này đi, dứt lời, cô ấy đi ra ngoài. Lưu Phi báo ngạc nhiên hỏi Ngô Bình, này, cậu làm kiểu gì thế? Ngô Bình, tôi khen cô ấy có dáng người đẹp. Lưu Phi báo ngẩn ra rồi cười phá lên, chỉ cần cô ấy rút khỏi vụ này là chuyện coi như xong, các cậu đi đi. Lần này đến lượt Ngô Bình ngạc nhiên, ông không lấy tiền bồi thường à?
Lưu Phi báo hừ nói, tiền thì có ai không thích. Nhưng Tiểu Cương bảo cậu đã cứu mạng nó nên nó không lấy tiền, còn bảo tôi phải mời cậu đi ăn để cảm ơn đây. Ngô Bình thầm nghĩ con trai Lưu Phi báo còn biết điều hơn ông bố, được. Sau đó, anh hỏi, Ngũ cậu phạm tội gì? Lưu Phi báo, đắc tội với một cô chủ ở đây, người ta đòi dạy cho gã một bài học. Nếu không có gì khác thì sẽ bị xử 1 đến 2 năm. Ngô Bình, cô chủ nào thế? Lưu Phi báo, họ Vệ, cũng khá có thế lực, ông ấy là chủ của công ty truyền thông Sơn Hải. Ngô Bình tò mò hỏi, Vệ Thanh Ảnh à? Lưu Phi báo ngạc nhiên, cậu biết cô ấy à? Ngô Bình, lát về tôi sẽ gọi cho Vệ Thanh Ảnh, bảo cô ấy tha cho Ngũ cậu. Lưu Phi báo gật đầu, được, chỉ cần cô ấy rút đơn thì tôi sẽ thả Ngũ cậu luôn. Sau đó, Ngô Bình trở lại phòng tạm giam rồi dẫn nhóm Thôi Hưng Khải đi. Trước khi đi, anh hỏi Ngũ cậu, anh đắc tội với gì tổng giám đốc Vệ? Ngũ cậu gãi đầu, tôi uống say rồi đánh vệ sĩ của cô ấy bị thương. Ngô Bình, tôi sẽ xin người ta hộ anh, khi nào được thả nhớ mang quà đến tạ lỗi, chuyện này coi như xong. Ngũ cậu mừng rỡ, lẽ ra phải ngồi tù 1 đến 2 năm, không ngờ Ngô Bình lại giúp gã nên vội nói cảm ơn cậu Ngô. Khi nhóm Ngô Bình ra ngoài thì đã là 10 giờ sáng, anh bảo Thôi Hưng Khải về nghỉ ngơi trước. Còn mình về khách sạn Đường Hoàng. Nhậm Thiên Thắng và Nhậm San San đã rời đi, chắc về nhà của họ. Mộ Dung Kiều đã đi chơi, Ngô Bình ăn qua loa một chút rồi đi gặp Hoàng Thiên Bá và Hoàng Tử Cường. Bây giờ, anh là người đứng sau Hoàng Thiên Bá, anh đang có chuyện cần hỏi ông ta. Hiện giờ, Hoàng Thiên Bá đang đấu chọi gay gắt với Tiêu Thiên Kỳ và đang ở tình thế bất lợi. Hoàng Thiên Bá và Hoàng Tử Cường đang ở trong căn biệt thự xa hoa bậc nhất trong khu nhà giàu ở Hải Thành. Thiên Huyễn lão nhân cũng đang ở đây. Chủ nhân, Hoàng Thiên Bá và Thiên Huyễn lão nhân tiến lên hành lễ. Ngô Bình gật đầu nói, ngồi xuống đi. Hoàng Tử Cường đưa một chén trà cho Ngô Bình rồi nói, cậu chủ, tình thế hiện tại đang bất lợi với chúng ta. Ngô Bình, kể tôi nghe. Hoàng Tử Cường, trước kia, một nửa thế lực ngầm ở Hải Thành do Hoàng Phi báo quản lý, lợi ích rất lớn. Về sau, cậu chủ đã xử lý một số người nên đã đắc tội với nhiều thế lực. Song họ biết cậu có đường môn hậu thuẫn nên không dám làm gì. Do đó, có người đã nghĩ ra cách ủng hộ Tiêu Thiên Kỳ để loại bỏ Hoàng Phi báo. Ngô Bình, nói vậy là không chỉ có một người theo phe Tiêu Thiên Kỳ hả? Hoàng Tử Cường gật đầu, vâng, có nhiều lắm ạ. Họ nghĩ đường môn quá mạnh, nếu Hoàng Phi báo bị đường môn khống chế thì lợi ích của họ sẽ bị ảnh hưởng nặng. Ngô Bình, anh kể cho tôi nghe về tình hình của Tiêu Thiên Kỳ. Hoàng Tử Cường nói Tiêu Thiên Kỳ chủ yếu quản lý phía Tây Hải Thành, thế lực của Hoàng Phi Báo thì ở phía Đông. So ra thì kinh tế ở khu Hoàng Phi Báo quản lý phát triển hơn. Tương tự như Hoàng Phi Báo, Tiêu Thiên Kỳ cũng kinh doanh các mặt hàng nóng, chủ yếu là rửa tiền và các thủ tục trốn thuế. Khách hàng của Tiêu Thiên Kỳ là các xí nghiệp nhỏ, hơn nữa Tiêu Thiên Kỳ còn kinh doanh sòng bạc, mỗi ngày đều có rất nhiều khách đến chơi. Tiêu Thiên Kỳ còn lập một công ty cá độ trên mạng. Mỗi năm đều thu về khoản tiền khổng lồ. Xong, các trang đánh bạc online này chuyên lừa người chơi Viêm Long, ban đầu cho họ thắng, sau đó khiến người chơi thua thảm hại. Ngoài ra, Tiêu Thiên Kỳ còn có rất nhiều các sòng bạc ở trong và ngoài nước, lợi nhuận thu về rất cao. Tiêu Thiên Kỳ có tầm ảnh hưởng như vậy vì đứng sau ông ta là một ông chủ có thế lực tài chính hùng hậu. So ra thì Tiêu Thiên Kỳ kiếm tiền nhiều hơn Hoàng Phi báo rất nhiều, đó cũng là lý do vì sao có nhiều người ủng hộ ông ta. Sau khi hiểu rõ phần nào, Ngô Bình nói, Tiêu Thiên Kỳ là một con cá lớn, muốn đối phó với ông ta thì phải dùng cách quang minh chính đại. Hoàng Tử Cường, ý của cậu chủ là gì ạ? Ngô Bình, tìm chứng cứ, tống ông ta vào tù. Hoàng Tử Cường ngẩn ra nói, cậu chủ, Tiêu Thiên Kỳ quen biết rộng thế thì ai dám bắt? Ngô Bình cười nói, tôi biết có một người dám. Chương 708, đường soái 4 sao. Hoàng Tử Cường tò mò hỏi, ai thế ạ? Ngô Bình chỉ đáp, một nhân vật lớn. Buổi sáng, Ngô Bình kiểm tra danh mục thì thấy từ cuối năm ngoái đến nay, trong 2 tháng, Hoàng Thiên Bá đã thu về mức lợi nhuận 27 tỷ. Ông ta giữ lại cho mình 11 tỷ, số còn lại thì chuyển cho các ông chủ đứng sau. Ngoài ra, ông ta còn trích 1 tỷ ra để chia cho các người làm việc cho mình. Tiếp đó, ông ta dùng 7 tỷ để đầu tư vào kinh doanh, 3 tỷ còn lại mới chính thức đút túi. Ngô Bình nói, năm nào cũng phải chia cho những người này mấy chục tỷ, lãng phí thật. Hoàng Tử Cường, cậu chủ, tài sản ngầm của Hoàng Thiên Bá nhiều quá,
nếu không có người che cho thì khó mà giữ được. Ngô Bình, đừng kinh doanh mấy mảng lừa đảo nữa, làm thế mất nhân tính lắm. Hoàng Tử Cường, cậu chủ, nhưng lợi nhuận từ đó là cao nhất ạ. Ngô Bình hỏi, có bao nhiêu nhân viên ở mảng này? Hoàng Tử Cường, đông lắm ạ. Ngô Bình, để tôi kiếm cho họ một công việc đường hoàng. Hoàng Tử Cường, họ thì làm được gì ạ? Ngô Bình, bán bảo hiểm và quỹ đầu tư, hai công việc này đều cần đến khả năng ăn nói, họ là phù hợp nhất rồi. Hoàng Tử Cường, những làm mấy công việc này cần có giấy phép và bảo hiểm. Ngô Bình, thì đi xin, chúng ta có nhân viên sẵn rồi, cùng lắm là nửa năm sẽ hoạt động tốt thôi. Lợi nhuận từ ngành bảo hiểm trong nước rất cao, chúng ta có thể trích một phần lãi ra. Hoàng Tử Cường, nếu bán bảo hiểm thì đúng là lợi nhuận cao thật. Ngô Bình, à, ngân hàng ngầm thì vẫn làm được, TT sắp xong đời rồi, chúng ta sẽ tiếp quản thị trường lớn đó. Ở trong và ngoài nước có rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ, họ rất khó vay tiền ở các ngân hàng, thi thoảng cần tiền gấp thì họ sẽ tìm đến các ngân hàng ngầm để xin trợ giúp. Ngân hàng ngầm chia thành rất nhiều loại, có loại mang tính chất địa phương, như vài người trong một thôn xã góp tiền vào làm với nhau, đối tượng cho vay là người ở cùng tỉnh hoặc thành phố. Những ngân hàng ngầm mang tầm cỡ quốc gia thì cung cấp tiền cho các doanh nghiệp lớn. Thật ra ngân hàng ngầm là các sơ sở không có giấy phép, họ cũng kêu gọi đầu tư và cho vay, nhưng lãi khá cao, nguy hiểm cũng lớn. Hoàng Tử Cường gật đầu, vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Buổi chiều, Ngô Bình về khách sạn, anh vừa về đến nơi thì đã nhìn thấy đường Băng Vân. Băng Vân, sao em lại đến đây? Ngô Bình hào hứng hỏi. Đường Băng Vân cười đáp, em nghe nói anh ở đây nên mới tới để bàn với anh chuyện này. Chuyện gì thế? Ngô Bình hỏi. Đường Băng Vân, Đường Môn sắp gia nhập địa tiên giới rồi. Ngô Bình không hề ngạc nhiên, canh tổ đã khôi phục thực lực của Đường Môn tăng cao thì hoàn toàn có tư cách gia nhập địa tiên giới. Anh cười nói, chuyện này để ông với canh tổ quyết, em còn bàn với anh làm gì? Đường Băng Vân, anh đừng coi thường bản thân, canh tổ rất kính trọng anh đấy. Người đã bảo ông thăng cho anh làm đường soái 4 sao. Ngô Bình ngạc nhiên, anh nhớ trước kia Đường Vô Mệnh cũng là đường soái 3 sao, mà giờ anh được lên 4 sao luôn. Mỗi năm đường soái 3 sao đã được chia cả chục tỷ rồi, lên đến cấp 4 sao sẽ là vài chục tỷ. Hiện tại, có rất ít đường soái cấp 4 sao ở Đường Môn, đến Đường Hồng Y và Đường Hy cũng mới chỉ dừng ở cấp 3 sao. Đường Thái Canh làm vậy là củng cố vị trí cho Ngô Bình lên chức vụ cao quản lý cao nhất. Đường soái 4 sao, đường tổ đề cao anh quá rồi, Ngô Bình nói. Đường Băng Vân, người còn định cho anh lên 5 sao cơ, nhưng hiện giờ chỉ có một người ở cấp này, là môn chủ ngày xưa. Ngô Bình, anh thấy 4 sao là đủ rồi. Sau đó, hai người đi vào phòng sách rồi bàn chuyện tiếp. Đường Băng Vân nói tạm thời Đường Môn sẽ thiết lập phân bộ ở địa tiên giới, Đường Thái Canh sẽ dẫn một tốp cao thủ đến đó. Ông ấy đã tìm được vị trí phù hợp rồi. Nhưng muốn đứng vững ở địa tiên giới thì phải được các thế lực ở đó đồng ý, giờ Đường Thái Canh đang lo việc này. Ngô Bình chợt nhớ đến ông Hoa, thế lực của ông ấy khá mạnh nên nói, khi nào rảnh, anh sẽ đến địa tiên giới một chuyến. Đường Băng Vân, đây chính là chuyện mà em muốn bàn với anh đấy, canh tổ bảo anh sắp xếp thời gian đến đó một chút. Hơn nữa, anh còn biết luyện đan, Đường Môn đã tuyên bố với bên ngoài là môn phái có một thầy luyện đan rất giỏi, sau đó sẽ nhận các đơn hàng luyện đan đấy. Ngô Bình cười nói, canh tổ kiếm việc cho anh à. Đường Băng Vân, đâu mà, canh tổ bảo tiền bán đan dược sẽ là của anh hết. Đường Môn chỉ dựa hơi anh để kiếm thêm các mối quan hệ thôi. Dẫu sao làm gì có thế lực nào dám đắc tội với một nơi biết luyện đan. Ngô Bình gật đầu, cách làm của canh tổ không có vấn đề gì, anh sẽ cố gắng phối hợp. Đường Băng Vân, còn chuyện này nữa, ông muốn anh quản lý Kim Ngọc Đường. Kim Ngọc Đường là nơi quản lý sản nghiệp của Đường Môn. Một phần tư khối tài sản của Đường Môn sẽ do nơi này quản lý. Có thể nói ai quản lý Kim Ngọc Đường sẽ rất cá kiếm. Trước kia, Đường Dị định tách ra làm riêng, nhưng từ khi canh tổ khôi phục thực lực thì không dám nữa. Đường Thiên Tuyệt đã không còn tin tưởng Đường Dị nữa, vì thế sẽ thu hồi lại vị trí rồi trao cho người tín nhiệm. Ngô Bình chớp mắt nói, anh làm gì có thời gian. Đường Băng Vân liếc anh một cái, anh cứ đứng tên thôi, còn lại cứ để em. Ngô Bình cười nói, thế thì được, nhưng Đường Dị làm ở đây lâu rồi, có chịu chuyển giao quyền lực không? Đường Băng Vân, nhiều năm qua, ông ta đã vơ vét của cải của Đường Môn làm của riêng rồi, lần này môn phái muốn nhổ luôn ông ta đi. Ngô Bình, ok, anh đồng ý.
anh cũng có cách để xử lý Đường Dị. Đường Băng Vân, tạm gác chuyện của Đường Dị sang một bên đã, anh cần luyện chế ít đan dược cho Đường Môn. Ngô Bình nói, hay làm thuốc đi. Anh đang nghiên cứu luyện thuốc, nhưng cần thử nghiệm thêm nên muốn tận dụng cơ hội này. Đường Băng Vân, thuốc á, nhưng có gì khác không? Ngô Bình, không, phạm vi của thuốc rộng hơn, hiệu quả đôi khi còn tốt hơn đan dược. Giờ Đường Môn đang cần thuốc gì? Đường Băng Vân, canh tổ bảo cần một hai loại đan dược luyện hình, nếu được thì luyện chế loại giúp tu sĩ tiên thiên đột phá lên nhân tiên. Chương 709, Lưu Phi báo không đơn giản. Ngô Bình nói, sức mạnh vững chắc của tu sĩ tiên thiên, tu sĩ trúc cơ càng nhiều thì sẽ càng sinh ra nhiều nhân tiên. Nhân tiên lại càng quan trọng, nhân tiên càng nhiều đồng nghĩa với địa tiên càng nhiều. Hai loại đan dược này chắc chắn sẽ được các thế lực lớn tranh giành điên cuồng. Đường Băng Vân, canh tổ cũng nói thế. Chồng à, hai loại đan dược đó có luyện chế được không? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên là được. Vậy đi, anh viết mấy đơn thuốc, em về đưa cho Đường Môn, bảo họ chuẩn bị những dược liệu đó với số lượng lớn. Sau khi gom đủ thì đưa đến chỗ anh sẽ nhanh chóng luyện chế. Đường Băng Vân mừng rỡ, tốt quá. Chồng ơi, có anh thì Đường Môn chắc chắn sẽ thực hiện được nguyện vọng áp ủ nghìn năm nay. Ngô Bình cười nói, chồng em đương nhiên rất lợi hại rồi. Chuyện này, em cũng rõ nhất mà. Đường Băng Vân lập tức đỏ mặt, Ngô Bình nhìn dáng vẻ mỹ miều của cô ấy mà sao xuyến không thôi. Anh kéo cô ấy vào lòng, tay chân bắt đầu dở dẫm. Đường Băng Vân sáng giọng, nơi này không được. Ngô Bình, sao lại không được? Vừa nói xong, bàn tay của anh đã mò vào trong quần áo đối phương. Đường Băng Vân sụi lơ, mặc anh dở trò. Mấy tiếng sau, Đường Băng Vân mặt mày thẹn thùng đi ra phòng đọc sách, trong miệng như đang ngậm gì đó, vội vàng chạy về phía toilet. Mộ Dung Kiều vừa hay đến tìm Ngô Bình, thấy cảnh đó thì xông vào chừng Ngô Bình nói, ban ngày ban mặt mà anh cũng bận quá nhỉ, không hổ là giáo chủ đại nhân. Ngô Bình chẳng màng tới sự châm chọc của cô ấy nói, này cô Mộ, cô bớt xía vô chuyện của tôi đi. Mộ Dung Kiều tức giận nói, tôi họ Mộ Dung. Ngô Bình, bất luận cô họ gì, sau này đừng có làm phiền đến cuộc sống hằng của tôi. Mộ Dung Kiều hừ một tiếng, anh cho rằng tôi thích xía vô chắc. Tôi là tới chào tạm biệt anh. Ngô Bình sửng sốt, chào tạm biệt, cô đi đâu à? Mộ Dung Kiều đáp, tôi luôn có cảm giác mình nên đi chùa Đại Thiền một chuyến, nên định đến đó. Ngô Bình nói, chùa Đại Thiền chỉ có một đám hòa thượng, cô đến đó làm gì? Không biết, đến đó rồi tính, cô ấy đáp. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, vậy được rồi, để tôi bảo thần chiếu đưa cô đi. Mộ Dung Kiều nói đi là đi, Ngô Bình cử thần chiếu đưa cô ấy đi chùa Đại Thiền. Đường Băng Vân tắm rửa xong, Ngô Bình bèn đả thông linh khiếu cho cô ấy. Trước đó, Đường Băng Vân đã đột phá, còn đả thông được một huyệt linh khiếu. Bây giờ, Ngô Bình lại đả thông huyệt linh khiếu thứ hai giúp cô ấy để hấp thu ất mộc linh lực. Phẩm chất của nó cao cấp hơn những năng lượng mà Đường Băng Vân hấp thu trước đây rất nhiều nên cô ấy đã được lợi rất lớn. Đường Băng Vân đắm chìm trong tu hành, trời nhanh chóng trở tối. Ngô Bình đến dự buổi tiệc do Lưu Phi báo tổ chức, khi đi anh còn gọi cả Lam Nguyệt. Tại một nhà hàng lâu đời ở Hải Thành, Lưu Phi báo và thanh niên tên Cương Tử đã đứng đó chờ. Thanh niên thấy Ngô Bình đến bèn đứng dậy nói, bác sĩ Ngô, mời ngồi. Ngô Bình gật đầu nói, lát nữa Lam Nguyệt cũng tới. Lưu Phi báo ngẩn người, giám sát Lam cũng đến. Ngô Bình đáp, đúng vậy, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô ấy. Lưu Phi báo không khỏi hết sức nể phục Ngô Bình mà nói, cậu tài thật đấy. Sau khi trò chuyện, Ngô Bình biết được con trai Lưu Phi báo tên là Lưu Dương Cương, đã tốt nghiệp đại học vài năm ngoái và vẫn chưa đi làm. Lưu Dương Cương cực kỳ biết ơn Ngô Bình vì đã cứu mình một mạng nên mới muốn bày tiệc cảm ơn. Lưu Phi báo lại không cho là đúng, nghĩ rằng làm quá mà thôi. Chẳng bao lâu sau, Lam Nguyệt cũng đến. Cô ấy mặc một chiếc váy, dáng người đẹp hết chỗ chê, tiếc là gương mặt quá xấu, nếu không, đã có thể khen đây là cô gái hoàn mỹ. Lam Nguyệt cũng không tham gia một buổi tiệc chiêu đãi như vậy, có điều vì nể mặt Ngô Bình, anh bảo mình đến nên cô ấy mới đến. Lưu Dương Cương vừa kính Ngô Bình mấy ly đã say, rồi bỗng dưng nhìn chằm chằm vào Lưu Phi báo nói, Lưu Phi báo, sao ông không đi chết đi? Ông như thể không phải làm mẹ tôi thất vọng à? Sắc mặt Lưu Phi báo hết sức khó coi, đứng dậy kéo Lưu Dương Cương đi ra ngoài. Ngô Bình định ngăn cản nhưng Lam Nguyệt lại lắc đầu kệ họ đi. Đợi người đi rồi, Ngô Bình mới hỏi, có vẻ Lưu Dương Cương rất hận Lưu Phi báo, chuyện gì thế?
Lam Nguyệt đáp, khi xưa, Lưu Phi báo rất ngông cuồng nên đắc tội Kha khá người. Có một hôm, người yêu của ông ta bị bắt đi, nhốt trong sơn động 3 ngày 3 đêm. Đợi đến khi tìm được đã biến thành người thực vật, từ đó, tính cách của Lưu Phi báo cũng thay đổi một cách chóng mặt, vậy nên mới có cái biệt danh Diêm Vương sống. Nhưng, Lưu Dương Cương vẫn không thể tha thứ cho ông ta nên mỗi khi say rượu thì sẽ chửi ông ta một chút. Ngô Bình khẽ thở dài hỏi, vợ Lưu Phi báo còn sống không? Lam Nguyệt lắc đầu, mất 3 năm trước rồi. Trước khi chết, khi nghe thấy giọng của Lưu Dương Cương, bà ấy còn khóc. Chắc hẳn vẫn còn có chút ý thức, luyến tiếc con mình. Cô ấy nói đến đây lại nói, Lưu Phi báo này rất lợi hại, bố đã cố tình sắp xếp tôi đến cạnh ông ta làm việc. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, ông ta có gì mà lợi hại? Muốn tu vi không tu vi, muốn trí tuệ thì không đầu óc. Anh nói một nửa bỗng dừng lại, sau đó lấy tiền phép ra bắt đầu bói toán. Bói xong một quẻ, mặt mày anh lập tức nghiêm túc nói, số mệnh lạ thật. Lam Nguyệt, anh thật lợi hại, bố tôi cũng nói vậy. Ông ấy cho rằng số mệnh của Lưu Phi báo này rất thần kỳ, hễ có ông ta tham gia vào thì sẽ dễ xảy ra chuyện xấu. Người như ông ta, thích hợp để phá cục. Ngô Bình hỏi, bố cô mong ông ta có thể phá hủy cục diện trước mắt của cô hả? Lam Nguyệt đáp, đúng vậy. Sự thật chứng minh, tình hình của tôi cũng có xoay chuyển, chẳng phải là tôi đã gặp được anh sao? Ngô Bình chậc chậc lấy làm lạ nói, với người như Lưu Phi báo này, đúng là nên làm thân một chút. Lam Nguyệt lại nói, khúc mắc lớn nhất của Lưu Phi báo là vợ ông ta hy vọng có thể đạt được sự tha thứ từ vợ và Lưu Dương Cương. Trò chuyện vài câu, Ngô Bình lại buồn bực ăn cơm. Đợi đến khi anh ăn no mới nói với Lam Nguyệt, tối nay, tôi sẽ chữa khỏi vết thương do độc cho cô. Lam Nguyệt hỏi, có thể đến nhà tôi không? Ngô Bình đáp, được, ông bố thần tướng kia của cô không có ở nhà đó chứ? Lam Nguyệt gật đầu nói, bố tôi là bảo vệ khu, ngày nào cũng ở nhà. Ngô Bình ngây người, đường đường thần tướng lại làm bảo vệ cho khu chung cư. Lam Nguyệt nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói, tôi nói cho anh biết một chuyện, anh đừng nói cho ai khác hết nhé. Ngô Bình chớp chớp mắt, vội đáp, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ kín mít chuyện cô kể cho tôi nghe. Lam Nguyệt gật đầu, khu chung cư của chúng tôi có một gia đình ấy có một ông lão, một người mẹ và một bé gái. Bố tôi cực kỳ tôn trọng và kính cẩn với nhà đó. Tôi nghi ngờ, bố tôi ở lại chung cư cũng vì bảo vệ họ. Đương nhiên, ngoài miệng thì ông ấy nói là vì giúp tôi. Ngô Bình kinh ngạc, người có thể khiến một thần tướng kính trọng sẽ có thân phận như thế nào? Anh hỏi, cô có từng hỏi thần tướng về chuyện này chưa? Lam Nguyệt đáp, đương nhiên là có, nhưng bố tôi chẳng chịu nói gì hết. À đúng rồi, đến nhà tôi thì anh đừng có mà nhắc đến chuyện này đó. Ngô Bình nói, yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu. Hai người ăn xong bèn đến chung cư của Lam Nguyệt. Đây là một khu nhà rất đỗi bình thường, y như những cư xá khác ở Hải Thành. Đa số người sống ở đây đều là tầng lớp lao động có tiền lương bình thường. Họ vừa đi ngang qua cổng bảo vệ thì một người đàn ông bước ra, trông rất bình thường, cao khoảng 1m75, chắp tay sau lưng hỏi, Tiểu Nguyệt, đi ăn ở ngoài à? Lam Nguyệt cười nói, bố, đây chính là Ngô Bình mà con đã nhắc đến đó. Ngô Bình đánh giá đối phương một lượt rồi cười chào, xin chào chú Kim. Bấy giờ, anh chợt cảm nhận được có ít nhất 10 luồng thần niệm lướt qua người mình. Ngô Bình thầm giật mình, không ngờ xung quanh lại có nhiều cao thủ như vậy. Kim Huyền Bạch gật đầu nói, nhóc con trông đẹp trai đấy, cậu sang nhà ngồi trước đi, lát nữa tôi sẽ về. Chương 710, Thần tướng Kim Huyền Bạch. Vị này là thần tướng mà lại rất dễ gần như thể mình chỉ là một ông chú bảo vệ. Lam Nguyệt dẫn Ngô Bình về nhà mình, căn nhà 3 phòng bình thường trông khá gọn gàng, sạch sẽ, trong nhà không có ai khác, Lam Nguyệt mời Ngô Bình ngồi rồi rót cho anh một cốc nước. Ngô Bình cười nói, ai mà ngờ được nơi ở của thần tướng lại bình thường như vậy chứ? Lam Nguyệt nói, đi đến được vị trí như của bố tôi thì giữa bình thường và xa hoa cũng chẳng có gì khác biệt nữa, sống ở đây rất yên tĩnh, không bị làm phiền. Ngô Bình gật đầu, đúng là thế thật, thần tướng có trí tuệ hơn người. Lam Nguyệt lấy một cái lọ thủy tinh ra khỏi tủ, sau đó mở nắp. Bên trong là loại trái cây tươi xanh, không khác cà chua bi là mấy nhưng kích thước nhỏ hơn một chút. Cô ấy cười nói, đây là hồng quả tử, một loại trái cây của địa tiên giới, anh nếm thử xem. Mắt Ngô Bình sáng rực, vươn tay nhón một trái rồi bỏ vào trong miệng, nước quả thanh mát, ngọt lịm, rất ngon. Anh gật đầu nói, ngon quá. Thấy anh thích ăn, Lam Nguyệt vui vẻ, còn mấy loại nữa,
lúc anh về thì tôi gói cho vài cân. Ngô Bình cũng không khách sáo, tốt quá, gói cho tôi nhiều một chút, trái cây này khá ngon, anh cũng định mang về cho Ngô Mi và mẹ nếm thử. Hai người trò chuyện được một hồi, cửa nhà bỗng mở ra, Kim Huyền Bạch bước vào, trên tay cầm một ít rau quả, nhà tôi hiếm khi có khách đến, để tôi chỗ chút tài làm bếp cho cậu nếm thử. Ngô Bình cũng khá ngạc nhiên, vị thần tướng họ Kim này sắp nấu đồ ăn đãi mình ư. Lam Nguyệt vui mừng vỗ tay, tốt quá. Ngô Bình, anh có lộc ăn đấy, bố tôi một năm chẳng nấu được mấy lần đâu. Ngô Bình vội đứng lên, chú Kim, để cháu phụ chú một chút nhé. Kim Huyền Bạch không từ chối nói, được. Ngô Bình vào phòng bếp, nhanh nhẹn rửa rau, thái nguyên liệu, Kim Huyền Bạch cũng thi thoảng chỉ bảo vài câu. Hầm cách thủy một con gà xong thì Kim Huyền Bạch cười nói, bác sĩ Ngô, tôi từng nghe nói đến trình độ y thuật của cậu, trước đây cũng muốn đến thăm hỏi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Ngô Bình, chú khách sáo quá, gọi cháu Tiểu Ngô là được rồi. Kim Huyền Bạch, được rồi, Tiểu Ngô này, có thể trị được độc của Nguyệt Nhi không? Ngô Bình, có thể trị. Kim Huyền Bạch khẽ gật đầu, đáng lẽ tôi nên đến chỗ cậu sớm hơn, như thế Nguyệt Nhi cũng không phải chịu đau đớn lâu như vậy. Ngô Bình, bây giờ chữa trị cũng không muộn. Kim Huyền Bạch, cậu quen với ông Trương à? Ngô Bình chớp mắt, ý chú là Trương Thiên Hoành ạ. Kim Huyền Bạch, ừ, hình như chúng tôi có quen biết. Ngô Bình cũng kể ra việc mình phát hiện ngọn núi kia, đến lúc đó, cháu sẽ giúp ông ấy mở ra đại trận kia. Kim Huyền Bạch, thế à, tuổi cậu không lớn mà đã giỏi giang đến vậy rồi, đúng là hiếm thấy đó. Lúc này, ông ấy trưng cá rồi đậy nắp nồi, Tiểu Ngô, cậu có bạn gái chưa? Ngô Bình hơi sửng sốt, thầm nhủ không biết đối phương hỏi chuyện này làm gì thế, nhưng anh vẫn thành thật trả lời, rồi ạ. Kim Huyền Bạch, mấy người? Ngô Bình có chút sượng sùng, anh do dự rồi mới đáp, thì cũng vài người như vậy thôi. Kim Huyền Bạch cười nói, người trẻ tuổi đào hoa một chút cũng bình thường, nhưng sau này cậu sẽ hiểu được rằng việc có nhiều người phụ nữ cũng phiền phức lắm. Ngô Bình vội thay đổi chủ đề, chú vẫn luôn sống ở đây sao? Kim Huyền Bạch, đã vài năm rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa nấu cơm, không lâu sau, cơm canh đã xong, Ngô Bình bày thức ăn lên bàn. Trước đó không lâu, Ngô Bình và Lam Nguyệt vừa mới ăn nên Lam Nguyệt chỉ nhấm nháp một ít, còn sức ăn của Ngô Bình lại khá lớn, anh không ngại ăn thêm bữa nữa, đồng thời họ còn uống thêm hai chai rượu. Rượu của Kim Huyền Bạch không có nhãn hiệu nhưng chỉ uống một hớp là Ngô Bình lập tức nhận ra rượu này ngon hơn loại mà mình cất trữ nhiều, là rượu ngon là cả đời này anh chưa từng uống. Đồ ăn cũng cực kỳ ngon, rõ ràng chỉ là vài món thông thường nhưng hương vị những món Kim Huyền Bạch nấu lại cực kỳ thơm ngon, cũng không biết ông ấy làm thế nào mà được nữa. Đa số món ăn ở đây đều chui vào bụng Ngô Bình, cơm no rượu say rồi anh mới cười nói, chú Kim, lát nữa cháu sẽ giải độc cho Lam Nguyệt, cần chú ở bên giúp đỡ. Kim Huyền Bạch, không thành vấn đề, cậu bảo làm gì, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Ngô Bình gật đầu, đợi Lam Nguyệt thu dọn xong bát đũa, anh mới gọi hai người vào một phòng ngủ, cháu sẽ thực hiện châm cứu, dùng thuần dương tiên lực ép hết độc lên trên tay trái của Lam Nguyệt. Lúc này cần chú sử dụng sức mạnh thần niệm cực lớn để ngăn độc khí lại, giữ khoảng 5 phút là được. Trong lúc đó, cháu sẽ nghĩ cách loại bỏ hết độc. Kim Huyền Bạch gật đầu, được. Sau đó ông ấy hỏi, Tiểu Ngô, loại độc này có nguồn gốc thế nào? Ngô Bình, độc này có tên là vô diêm, đặc điểm là dù trong cơ thể chỉ sót lại một chút xíu độc thì nó vẫn có thể không ngừng tái tạo, lượng độc sẽ khôi phục về mức ban đầu trong thời gian ngắn. Lam Nguyệt ngạc nhiên nói, thảo nào, mỗi lần mấy vị danh y hàng đầu trị độc cho tôi, vài giờ đầu còn ổn nhưng sau đó lại nhanh chóng biến trở lại như cũ. Ngô Bình gật đầu, đây là điểm đáng sợ của độc vô diêm, nhưng lần này cô không cần lo, tôi sẽ loại bỏ hết nó ra ngoài, không để sót lại chút nào cả. Kim Huyền Bạch, Tiểu Ngô, kiến thức của cậu phong phú hơn tôi rất nhiều, tiền đồ rất sáng lạn. Ngô Bình cười nói, chú quá khen, chúng ta bắt đầu đi. Anh sử dụng thuần dương tiên lực ép hết độc trong người Lam Nguyệt đến tay trái, lúc này, ánh mắt Kim Huyền Bạch phát ra ánh sáng màu tím, cố định chất độc ở trên cánh tay. Ngô Bình cũng lấy ra dao phẫu thuật, cắt từng lỗ nhỏ trên mỗi ngón tay của Lam Nguyệt, đồng thời rạch thêm một đường ở mỗi ngón bàn tay trái của mình, xong hết thì nắm chặt tay Lam Nguyệt, vết thương dính liền vết thương. Thấy thế, Lam Nguyệt ngạc nhiên hỏi, anh đang làm gì? Ngô Bình bình thản nói, độc vô diêm này rất thích môi trường có nhiệt độ, bây giờ nó sẽ tiến vào cơ thể tôi. Lam Nguyệt, nhưng anh... Ngô Bình lắc đầu, yên tâm đi, một khi nó vào trong cơ thể tôi tự có cách trị,
Thuần dương tiên lực tiếp tục duy trì, một luồng khí tức màu xám xanh đi vào trong cơ thể Ngô Bình theo vết thương, từ năm ngón tay nhanh chóng khuếch tan ra. Ngô Bình thấy trong người Lam Nguyệt đã không còn chất độc tàn lưu nữa thì lập tức buông tay, hiện tại tay trái của anh đã biến thành màu xanh xám, trông khá kỳ dị. Ngô Bình đứng lên rồi nói, chú Kim, vết thương của Lam Nguyệt đã ổn rồi, để cô ấy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai là có thể hồi phục rồi. Kim Huyền Bạch gật đầu, tiểu Ngô, cảm ơn cậu. Ngô Bình cười nói, cháu đi đây, trở về loại bỏ hẳn chất độc này. Lam Nguyệt, Ngô Bình, tối nay anh ở lại đi, nhỡ đâu. Ngô Bình xua tay, sẽ không có việc gì đâu. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, nếu ngày mai hồi phục tốt thì gọi cho tôi. Cứ thế, Ngô Bình ra khỏi chung cư, chẳng lâu sau, anh lên một chiếc xe, người lái chính là Mộc Lan. Cô ấy nhìn tay Ngô Bình, giáo chủ, anh sao thế? Ngô Bình nói, không sao, về khách sạn. Sau khi về đến khách sạn, Ngô Bình nhốt mình trong thư phòng, không cho phép ai tiến vào. Trong thư phòng, anh đặt tay lên cái bát ngọc. Hơi dùng sức một chút, huyết dịch mang màu xanh xám nhỏ giọt chảy ra. Huyết dịch này vừa nhỏ vào trong bát là lập tức biến thành làn khói xanh, muốn chui vào mũi Ngô Bình. Ngô Bình lẩm bẩm, đúng là loại độc đáng sợ. Anh lấy ra một bình ngọc, dùng sét bổ khói độc vào trong bình rồi đóng chặt nắp lại. Loại độc vô diêm này có đặc tính cực quỷ dị, lợi dụng thỏa đáng có thể luyện chế vài loại dược quý, nếu vứt đi như vậy thì khá đáng tiếc. Một đêm yên bình, sáng hôm sau anh gọi cho Vu Siêu Quần. Sau đó lái xe về nhà, một vùng quê cách Hải Thành hơn 300 cây số, huyện Bảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.